buổi tối hôm đó đế nguyên quân từ từ lâu quay trở về phòng và nhắm mắt dưỡng thần được một lúc thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gió nhẹ khẽ lướt qua cửa sổ và một cổ khí tức lúc ẩn lúc hiện khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc ngồi ở trong căn phòng tối đế nguyên quân hai mắt từ từ mở ra thì trông thấy một bóng đen mờ ảo đang đứng ở bên ngoài cửa sổ và nhìn thấy tên đó khẽ đục một lỗ rồi thổi vào một làn khói độc vào trong phòng người này mập mờ như vậy thì chắc là một trong những kẻ đã gây ra những thảm án ở trong thành không biết mục đích của chúng là gì Đế Nguyên Quân nhìn làn khói đang dần lan tỏa khắp căn phòng thì bất chợt nở một nụ cười. Có ngũ hành linh thể thì vạn độc bất xâm, chỉ là một chút mê dược nhỏ bé sao có thể động đến ta. Ta cũng muốn xem các ngươi làm chuyện này vì mục đích gì. Giả dạng bị mê dược làm mất đi, Đế Nguyên Quân phong tỏa khiến chân nguyên trong cơ thể trở nên bạo loạn, bảo toàn toàn hô hấp và phong bế cả năm loại giác quan giống như bản thân như bị ảnh hưởng bởi mê dược. Tên mặc đồ đen đứng đợi ở bên ngoài một lúc và thấy trong phòng không có một chút động tĩnh nào cả thì mới đẩy cửa đi vào mặc dù đã xác nhận đế nguyên quân bị mê dược ảnh hưởng nhưng hắc y nhân vẫn cực kỳ cẩn trọng tiến vào hắn liếc mắt nhìn xung quanh và bước từng bước nhẹ nhàng về phía đế nguyên quân sau khi dùng tay đẩy nhẹ đế nguyên quân một vài cái thì tên hắc y nhân mới thở ra một hơi chắc chắn cái người trẻ tuổi này vậy mà là người của luyện đan hội sao luyện đan sư mà bị chúng mê dược dễ như vậy thì thân phận của người này chắc chắn là giả nhưng để chắc chắn thì phải loại trừ hết như vậy mới có thể đảm bảo cho chủ tử đạt được vị trí cao trong lần khảo hạch này hắc y nhân lấy ra một con dao kề vào cổ đế nguyên quân nói không biết những người khác như thế nào rồi đối phó với lạc gia thì có chút phiền phức phải nhanh chóng qua đó mới được ngay khi hắc y nhân định vung tay rất đế nguyên quân thì đột nhiên cảm nhận được cổ tay mình như có một thứ lực lượng kinh khủng nào đó giữ lại khiến cả cánh tay hắn gần như không thể cử động được và một bàn tay đưa ra bóp chặt khiến hắn không thể thở được nhìn đế nguyên quân vẻ mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt nồng đạp sát ý đang nhìn hắn chằm chằm thì bất chợt dùng mình một cái Căn phòng tối yên tĩnh trong mắt hắn lúc này đang dần trở nên vặn vẹo và thình lình biến thành một nơi giống như địa ngục với xung quanh là hàng ngàn hàng vạn thi thể và một mùi huyết khí, sát khí nồng đậm đến phức phải dùng mình. Tuy chúng đã bị rớt chất nhưng tạp niệm và oán lực phát ra đủ khiến toàn thân hắn run lên vì sợ hãi. Và ở trên cao, hắn dường như cảm nhận được có một cỗ uy thế đang đè xuống và một ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống. Đây, đây là huyễn cảnh, sát ý huyễn cảnh. Hắc y nhân toàn thân run lên và ánh mắt đầy sự sợ hãi nhìn đế nguyên quân, thốt ra. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai, chuyện đó quan trọng sao?" Đế Nguyên Quân nở một nụ cười lạnh đáp, "Nếu như muốn sống thì nói cho ta biết kẻ đứng đằng sau lưng các ngươi là ai." Kẻ tiết lộ thân phận của ta là kẻ nào? Nhìn trên Hắc Y Nhân không có ý định trả lời và chuẩn bị cắn độc tử tử thì Đế Nguyên Quân một lần nữa lên tiếng, "Ta nghĩ ngươi tốt nhất không nên cắn thuốc độc tự sát, những lời ban nãy của ngươi ta đã nghe hết. Mục đích của chủ tử các ngươi là muốn giành được vị trí cao trong lần khảo hạch luyện đan sư này nên muốn loại bỏ những người có năng lực." cho dù ngươi có nói hay không thì ta sớm muộn gì cũng biết thôi, cái đuôi giấu lâu ngày rồi cũng lòi ra. Đáp lại, Hắc Y Nhân đột nhiên cười lớn một tiếng giống như điên như dại, nói. Ha ha ha, muốn ta phản bội chủ nhân, ngươi nằm mơ đi, cho dù ngươi đoán ra được thân phận của chủ nhân ta thì như thế nào. Ngươi nghĩ bản thân ngươi có thể làm được gì sao, nếu như ta chất đi thì chắc chắn sẽ có người đến rất ngươi. Ha ha ha, điệu cười điên dại dần dần trở nên nặng nề và cuối cùng là thanh âm hắn dần vụt tắt, trên khóe miệng thì chảy xuống một dòng huyết độc đen tuyền tanh nồng. Dám động vào người của ta thì các ngươi chỉ có một con đường chết. Kéo theo thi thể đi về phía cửa sổ, đế nguyên quân mạnh tay ném thi thể từ trên cao xuống đất và ánh mắt dần trở nên lạnh ngắt nhìn về phía lạc gia. Sau đó, thân ảnh đế nguyên quân đột nhiên ánh lên rồi biến mất khỏi căn phòng. Ngay khi vừa đến gần lạc gia, đế nguyên quân đã nghe thấy những thanh âm đao kiếm va chạm kịch liệt ở trong phủ. Biết có chuyện chẳng lành, đế nguyên quân tắc tốc chạy đến. Và khi đứng ở trên mái nhà nhìn xuống, Đế Nguyên Quân nhìn thấy 10 tên hắc y nhân đang cố đột phá vòng vây để bỏ chạy nhưng ở xung quanh hắn là hơn 30 tên đệ tử lạc gia và trong đó còn có cả ba người lạc tuyết dung. Nhìn thấy mọi chuyện vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của lạc gia, Đế Nguyên Quân liền đoán được đám người này định dùng âm mưu chia ra để hành động nhưng bị lạc gia đoán trước được nên mới dẫn đến chuyện như hiện tại. Biết bản thân khó lòng mà thoát được, 10 tên hắc y nhân nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Sau đó chỉ thấy chúng đột nhiên ngã xuống và trên khóe miệng chảy xuống một dòng huyết dịch đen ngòm, Lạc Tuyết Dung nhìn thấy vậy thì tức giận thốt ra thành tiếng. Đám khốn kiếp này rốt cuộc là người của ai? Ở trong thành không có bất cứ thế lực nào sử dụng thủ đoạn âm hiểm như thế này. Không biết Thanh Lan thành từ bao giờ lại để cho đám người này lộng hành như vậy. Đứng bên cạnh Lạc Tuyết Dung, một vị lão giả thở dài một hơi, đáp: "Chuyện này cũng không thể trách được, dạo gần đây trong thành vừa nổi lên những chuyện quan trọng nên thu hút được rất nhiều thế lực ở bên ngoài. Nhưng mà kiểm soát không kỹ nên mới dẫn đến những chuyện này." Lúc này, Lạc Tuyết Dung nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi đang nhìn về phía mái nhà đối diện thì lên tiếng, hỏi. Tuyết Nhi, ngươi nhìn thấy gì ở trên đó hay sao? Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi khẽ gật đầu một cái rồi lên tiếng trả lời. Hình như là thế, vừa rồi ta thấy có một bóng đen đứng ở trên đó, nhưng khi nhìn lại thì người đó đã biến mất. Chuyện này là không thể nào. Vị trưởng lão gật gù lên tiếng, ta thân là thiên địa cảnh nên về khả năng cảm nhận đều cao hơn, nếu như có người đứng ở trên đó thì ta đã sớm phát hiện. Lâm Tiểu Thứ chắc đã nhìn nhầm rồi lâm tuyết nhi nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống ánh mắt cô nhìn về phía trưởng lão đáp trên đời này có đôi khi có chuyện xảy ra mà mình không thể không tin tưởng được lời nói vừa dứt lâm tuyết nhi liền quay người đi về trong phòng nhưng với gương mặt lộ ra vẻ bực dọc là hắn sao nếu như đã đến đây rồi thì tại sao đây đây nhìn dáng vẻ lâm tuyết nhi đi vào trong phòng trưởng lão ánh mắt có vẻ lúng túng nhìn về phía lạc tuyết dung cùng hứa tiểu kiều mà không nói nên lời chuyện này trưởng lão không cần lo lắng tuyết nhi chỉ đang chờ một người thôi qua buổi sáng ngày hôm sau, đế nguyên quân đang ngồi nhâm nhi linh trà thì nghe thấy những bản xung quanh đang bàn tán về việc Lạc Dương Các đang chuẩn bị mở mở một buổi đấu giá hội lớn trước khi tiến vào khảo hạch luyện đan sư nên khiến rất nhiều thế lực cảm thấy hứng thú và mong muốn được đến đó. Đối với những người ở trong thành và những người đã từng đi vào Lạc Dương Các thì chắc chắn sẽ biết được thế lực đứng ở đằng sau chính là Lạc Gia, một gia tộc chuyên về luyện đan và dược sư nên danh tiếng ở trong thành cực kỳ vang dội và được rất nhiều thế gia tin tưởng. Tuy không biết những thứ sẽ xuất hiện ở trong đấu giá hội nhưng Đế Nguyên Quân vẫn muốn đến đó để đánh giá lại thế lực của Lạc gia. Theo như suy đoán của Đế Nguyên Quân thì Lạc gia rất có thể là một trong những thế lực ở trong Luyện Đan Hội và có cấp bậc còn vượt qua cả Thanh Dược lâu. Nên chuyến này đến Lạc Dương các cảm thấy rất hứng thú. Nhưng trước hết, Đế Nguyên Quân có hơn 100 vạn linh thạch nhưng đối với những thế lực lớn trong Thanh Lan thành thì chỉ là một con số nhỏ và không đáng để được nhắc đến. Và hiện tại trong tay hắn có không ít dương bảo của đám sơn tặc nên cũng kiếm thêm được một vài thứ đồ tốt tìm đến một nơi chuyện thu mua mà không quan tâm đến xuất xử của nó đi vào bên trong đế nguyên quân đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi này tuy rộng rãi nhưng gần như không thấy một bóng người tiếp tục đi vào bên trong đế nguyên quân chỉ thấy một người đang ngồi đợi hắn ở ngay chính giữa lối vào với một nụ cười trên gương mặt khách quý mới đến xin mời xin mời trung niên nhân gương mặt vui vẻ nhìn đế nguyên quân lên tiếng không biết quý khách đến đây muốn mua hay là bán đáp lại đế nguyên quân gật đầu đáp ta đến để bán đồ vậy thì xin mời nơi đây không hợp để ta giao dịch trung niên nhân nghe thấy vậy thì nở một nụ cười rồi đứng dậy và đưa tay mới đế nguyên quân vào trong nhà nói đi theo trung niên nhân đế nguyên quân đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy căn phòng trông hết sức bình thường nhìn qua thì thấy căn phòng này chẳng khác gì những căn phòng bình thường khác nhưng trung niên nhân dẫn đế nguyên quân đi vào trong thư phòng thì quay qua nói xin mời công tử sau đó hắn đưa tay kích hoạt trận văn ở trên bức bình phong và sau đó là một mật đạo dẫn xuống dưới lòng đất. Đi vào bên trong một lúc, đế nguyên quân liền cảm nhận được khí thức ở dưới này có phần quỷ dị và có rất nhiều cổ khí thức cường giả thì khẽ nhíu mày. Bởi bên ngoài và dưới này giống như hai nơi hoàn toàn khác nhau. Đi vào sâu bên trong, đế nguyên quân nhìn thấy một nữ trưởng quầy trẻ tuổi đang đứng đợi ở trước mặt. Trung niên nhân đưa tay ra hiệu đế nguyên quân dừng lại rồi đi về phía nữ trưởng quầy rồi thì thầm một vài tiếng sau đó quay người đi ra ngoài, Nữ trưởng quầy nụ cười niềm nở đi về phía Đế Nguyên Quân rồi khẽ cúi đầu thi lễ, nói: "Xin mời công tử dẫn Đế Nguyên Quân đi vào một căn phòng lớn khác." Đế Nguyên Quân nhìn thấy xung quanh có khoảng chừng 20 người cũng đang giao dịch thì khẽ nhíu mày, trên gương mặt hắn lộ ra vẻ không được thoải mái. Nữ trưởng quầy thấy thế thì đột nhiên nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn qua Đế Nguyên Quân, nói: "Công tử yên tâm, giao dịch ở dưới này rất an toàn nên không có ai dám có hành động gì ngu xuẩn. Không biết công tử muốn bán gì?" Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì trong lòng có chút dự cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra nên trong đầu hiện lên suy nghĩ. Ở dưới này có thể an toàn nhưng một khi đã đi ra ngoài thì... Sau đó, hắn lấy ra hơn 10 dương bảo vật đặt trước mặt nữ tử, nói. Trong đây có những thứ mà ta muốn bán. Nhìn qua những dương bảo đặt ở trước mắt, nữ trưởng quầy ánh mắt ban đầu có chút kinh ngạc nhìn đế nguyên quân rồi sau đó mới từ từ mở ra thì hai mắt trợn tròn không thể tin được. Công tử, người thật sự muốn bán những thứ này và cùng lúc đó tất cả ánh mắt của những người khác đều nhìn về phía dương bảo thì lộ ra vẻ kinh ngạc và xen vào đó là có chút ngưng trọng giống như lo lắng chuyện gì đó ở trong những người đang giao dịch đó đế nguyên quân để ý hai người có hành động mở ám đang âm thầm nói chuyện qua lại với nhau và khi nhìn thấy ánh mắt của đế nguyên quân thì ngay lập tức quay người rời đi nhưng trước khi đó đế nguyên quân đọc khẩu ngữ của hai người kia thì khẽ nhíu mày tìm thấy rồi tìm thấy rồi đế nguyên quân thấy vậy thì khẽ nhíu mày trong đầu hắn lúc này hiện lên suy nghĩ ý của hai người này là gì có liên quan đến những thứ ở trong dương bảo hay sao sau đó hắn quay qua nhìn nữ trưởng quầy với vẻ mặt đầy sự kinh ngạc và lo lắng hỏi không biết những thứ này là gì đáp lại nữ trưởng quầy gương mặt lộ ra vẻ ngập ngừng và ánh mắt nhìn chằm chằm vào những đồ vật ở trong dương bảo đáp công tử người thật sự không biết những thứ này là gì sao hỏi như này có thể trái với quy định nhưng công tử đã lấy những thứ này ở đâu đế nguyên quân không một chút do dự liền lên tiếng trả lời ta lấy từ trong tay của đám thổ phỉ Thổ phỉ, nữ trưởng quầy nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt nhìn đế nguyên quân không giống như đang nói dối thì nhanh tay đóng nắp dương lại và nói. Cũng không giấu gì công tử, những thứ này chính là bảo vật của Hồng Sư. Ta chỉ biết là nó đã bị lấy mất từ một năm trước. Mong công tử thứ lỗi, những bảo vật này ta không thể mua được. Vậy nên công tử hãy rời khỏi đây thật nhanh, nếu mà tin tức này mà truyền đến tai Hồng Sư thì hậu quả rất khôn lường. Thảo nào, đám sơn tặc đó để những dương báu này ở trong động một thời gian dài mà không dám đem ra sử dụng không biết thể lực của hồng sư này đáng gờm như thế nào mà ngay cả sơn tặc cũng cảm thấy lo sợ đế nguyên quân nghe thấy vậy thì lên tiếng hỏi hồng sư người này là ai chắc công tử là người từ bên ngoài đến nên chắc có lẽ không biết nữ trưởng quầy thở dài một hơi rồi lên tiếng trả lời hồng sư tên thật là trương thanh hồng sở dĩ những người trong thành đều cung kính gọi người này một tiếng hồng sư là vì ông ấy chính là lão sư của thánh hoàng đương nhiệm nếu mà nói về thế lực thì hồng sư chính là người có sức ảnh hưởng nhất ở trong thành ngay cả thành chủ cũng phải cung kính mấy phần đế nguyên quân nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn nữ trưởng quầy rồi lên tiếng trả lời vậy sao đa tạ trưởng quầy lời nói vừa dứt đế nguyên quân phất tay thu toàn bộ bảo dương vào trong nhẫn chữ vật rồi quay người rời đi trước ánh mắt không thể tin được của nữ trưởng quầy dáng vẻ của người này sao có thể thong dong như vậy được vị công tử này không biết lo sợ hay sao ta thật không thể tưởng tượng được là có người nghe danh của hồng sư mà không có chút biểu cảm nào cả suốt cuộc người này có thế lực khủng bố nào đó chống lưng hay sao rời khỏi mật đạo đế nguyên quân sắc mặt lúc này có chút lẫn lộn giống như đang suy nghĩ về chuyện gì đó rời khỏi nơi giao dịch đế nguyên quân dáng vẻ không có gì gọi là lo lắng sợ sệt và cũng không có ý định sẽ rời khỏi thanh lan thành bởi vì chưa từng có kẻ nào có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi đi về trung tâm đế nguyên quân đi vào trong một từ lâu được xem là lớn nhất ở trong thành là tiên linh cát ngay khi vừa đi vào bên trong đế nguyên quân liền bất ngờ vì linh khí ở trong này nồng đậm hơn bên ngoài ít nhất cũng phải hai lần và chưa dừng lại ở đó đế nguyên quân còn cảm nhận được dược lực và linh khí nồng đậm phát ra từ trong những bình linh trà linh tứu đi theo tên đệ tử dần lên tầng cao nhất và chọn một vị trí ngồi gần cửa sổ đế nguyên quân đưa mắt nhìn về phía đối diện thì nhìn thấy một phủ đệ cực kỳ rộng lớn và bên trong sân tập có không ít người đang tu luyện đánh võ đế nguyên quân nhìn qua tên tiểu nhị với ánh mắt tò mò hỏi không biết phủ đệ phía bên kia là của ai đáp lại tiểu nhị cung kính cúi đầu trả lời công tử phủ đệ bên kia là của hồng sư ờ phủ đệ lớn như này ở nơi trung tâm nhất của thanh lan thành mà không phải của thành chủ sao đế nguyên quân có chút nghi hoặc thốt ra tiểu nhị không một chút nghi ngờ liền trả lời đáng lý ra là như thế nhưng phủ đệ đó là của người rất có tiếng tăm tuy thế lực không được mạnh bằng những thế lực lớn ở trong thành nhưng sở dĩ có thể tọa lạc ở đó là vì hồng sư đế nguyên quân nhìn tên tiểu nhị với gương mặt đầy sự tự tin thì bất chợt nở một nụ cười sau đó hắn lấy ra một vạn linh thạch đặt lên trên bàn rồi quay qua hỏi tiểu nhị chỉ cần ngươi nói hết những chuyện liên quan đến hồng sư thì số linh thạch này thuộc về ngươi nhìn thấy đống linh thạch ở trước mắt tên tiểu nhị hai mắt đột nhiên sáng lên hắn nhanh tay thu linh thạch vào trong nhẫn chữ vật rồi vui vẻ gật đầu đáp công tử yên tâm chuyện liên quan đến hồng sư ta biết không ít sau đó tên tiểu nhị cung kính nói hết tất cả mọi thứ thì đế nguyên quân lúc này mới chợt nở một nụ cười sau đó, Đế Nguyên Quân ra hiệu cho tên tiểu nhị rời đi và mang đến một bình linh tửu nồng đậm nhất ở trong tiên linh các. Nuốt xuống một ngụm, Đế Nguyên Quân cảm giác những nơi linh tửu đi qua đều lưu lại một loại hương vị khiến người khác cảm thấy cực kỳ khoan khoái và nhất là lượng dược lực và linh khí nồng đậm sộc thẳng vào trong đan điền khiến Đế Nguyên Quân có cảm giác giống như vừa nuốt xuống một viên đan dược có phẩm cấp cao. Cảm giác đan điền hắn lúc này dường như đang run lên vì loại linh tửu này. Tôn Côn bằng há miệng nuốt trọng toàn bộ linh dược và linh khí điên cuồng luyện hóa khiến đan điền hắn lúc này đang không ngừng bành trướng từ chín trượng hơn đang tăng lên mà bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Hừm, loại linh tử này không tệ, đưa ly linh tử ra trước mặt, Đế Nguyên Quân trong lòng cảm khái thốt ra. Tuy dược lực và linh khí ẩn chứa ở nên trong rất nồng đậm nhưng vẫn còn thiếu một chút. Nhưng như thế này cũng đủ để tự hào rồi, có thể luyện chế ra được loại linh tử này thì người luyện ắt hẳn là một vị dược sư có cấp bậc Buổi tối hôm đó, Đế Nguyên Quân từ trong Tiên Linh Các đi ra và đi về phía đối diện. Đứng trước cánh cổng lớn ở trước mặt, Đế Nguyên Quân nhìn lên thì trông thấy ba chữ Hồng Sư Phủ được Thánh Hoàng đích thân dùng bút và ở trên ba chữ đó còn lưu lại một lượng chân nguyên nồng đậm thì trong lòng cảm khái. Người đặt bút không phải là người bình thường nhưng chỉ tiếc là vẫn còn thiếu ý ở trong đó. Không biết vị Hồng Sư này cũng Thánh Hoàng có thật sự thân thích hay không? Nhưng kiểu đặt bút dùng hổ dọa người như này thì khiến người ta có chút khó hiểu. Đi về phía cổng lớn đế nguyên quân bị bốn tên lính canh đưa tay ra chặn lại. Ánh mắt cả bốn người đều trông rất hùng hổ và kiên định. Người đến là ai? Đáp lại, đế nguyên quân lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một món bảo vật đưa cho tên lính canh và nói. Người giao cái này cho hồng sư thì tự khắc có người mời ta đi vào. Cả bốn tên lính canh nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù họ không tin những lời đế nguyên quân nhưng bản thân là một tên lính canh ở đây thì biết rất rõ bản thân của mình. Họ tuy không tin nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ, họ sợ vì nếu như không đưa thứ này vào cho hồng sư thì lỡ như đây chính là một thứ quan trọng thì cái đầu của họ chắc chắn sẽ không giữ lại được cả bốn người liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu một cái một tên lính canh đưa tay nhận bảo vật rồi lên tiếng xin hãy đợi ở đây một chút đứng đợi ở bên ngoài được một lúc thì từ trong phủ đi ra một bóng dáng trung niên nhân vẻ mặt hớt ha hớt hải chạy từ trong ra ngoài ánh mắt hắn nhìn về phía đế nguyên quân hỏi ngươi là người mang thứ đó đến đáp lại đế nguyên quân gật đầu là ta hồng sư cho mời trung niên nhân đứng lách người qua một bên rồi đưa tay mời đế nguyên quân, nói. Đi vào trong đại sảnh, đế nguyên quân nhìn thấy một vị lão giả dâu tóc bạc phơ đang ngồi ở trên cao và hai hàng ghế phía bên dưới là hơn 20 vị cường giả thiên địa cảnh có thực lực cực kỳ kinh khủng. Và ở chính giữa đại sảnh, đế nguyên quân nhìn thấy một cái ghế trống được đặt đối diện thì nở một nụ cười. Đi qua những ánh mắt của đám người, đế nguyên quân phía bên cạnh ghế rồi lên tiếng. Đế nguyên quân gặp qua hồng sư, ừ, đáp lại, Trương Thanh Hồng ngồi chống cằm nhìn xuống đế nguyên quân giống như một người cao cao tại thượng đang nhìn người có tội. Tiểu tử, món bảo vật này, là ngươi mang đến, đế nguyên quân gật đầu đáp, là ta, ô, trước tiên ngồi xuống. Hồng sư một tay đặt lên thành ghế và gõ nhẹ đầu ngón tay, nói. Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Hồng sư, đáp lại, ánh mắt đế nguyên quân đột nhiên trầm xuống và giọng nói dần trở nên nặng nề hơn. Nếu ông đã có ý định xem ta như phạm nhân thì thật xin lỗi, ta không còn chuyện gì để nói. Lời nói vừa dứt, đế nguyên quân liền quay người rời đi. Nhưng ngay khi hắn vừa bước được một bước thì hai mươi vị thiên địa cảnh liền nhìn hắn với một ánh mắt nồng nặc sát ý và uy áp từ trên người họ đè lên người đế nguyên quân khiến toàn thân hắn run lên một cách kịch liệt và thân trên dần khom xuống giống như đang cõng trên lưng hai mươi tòa sơn nhạc. Đế nguyên quân ánh mắt tức giận nhìn lại, hắn không quan tâm những người ngồi trước mặt hắn là ai và là người có thế lực kinh khủng như thế nào. Mà hắn chỉ biết là những kẻ có địch ý thì hắn sẽ không đứng chịu trận. Lấy thế bức người đây chính là đạo các ngươi đãi khách sao đế nguyên quân gương mặt băng lạnh cùng ánh mắt nồng nặc sát ý nhìn chằm chằm về phía hồng sư rồi lên tiếng hồng sư cũng chỉ đến thế mà thôi hồng sư cũng chỉ đến thế mà thôi nhìn dáng vẻ đế nguyên quân kiên định và không hề có một chút cảm giác sợ hãi mà thậm chí hắn còn nhìn lão với ánh mắt hùng hổ không hề kiêng nể và không hề giấu diếm sát ý kinh khủng của mình cảm thấy tiểu tử đứng trước mặt này có điều gì đó đặc biệt hồng lão ánh mắt nhìn chằm chằm đế nguyên quân rồi đưa tay lên ra hiệu cho những người khác dừng lại nói tiểu tử Người biết ta là ai nhưng mà vẫn dám nói như vậy trước mặt ta. Lá gan của người thật lớn, ngồi ở phía bên dưới, một trung niên nhân chủ động đứng dậy, ánh mắt cung kính nhìn về phía hồng lão và cúi đầu thi lễ, nói. Hồng sư, tên tiểu tử này quá phách lối, nếu như người muốn thì ta sẽ ra tay rất hắn. Hừm, ngồi xuống đi, đáp lại, hồng sư ánh mắt liếc nhìn qua trung niên nhân, đáp. Chuyện này ta tự có sắp xếp, sau đó, lão lấy món bảo vật ra và nhìn về phía đế nguyên quân, hỏi. Thứ này ngươi lấy ở đâu? thu lại toàn bộ sự tức giận và sát ý của mình, đế nguyên quân đưa mắt nhìn về phía hồng sư, trả lời. Ta lấy từ trong tay của bọn Sơn Tặc, có người báo về là trông thấy ngươi lấy ra 10 bảo dương quý của ta ở trong phường giao dịch. Hồng sư ánh mắt dò hỏi nhìn đế nguyên quân, hỏi. Chuyện này ngươi cần phải cho ta một lý do thích đáng. Ha, đáp lại, đế nguyên quân nhếch mép cười một tiếng trả lời. Ai nói những bảo dương đó là của ngươi? kể từ khi bị đám sơn tặc cướp thì nó đã không còn là của ngươi và khi ta lấy chúng từ trong tay của bọn sơn tặc thì nó hiện tại là của ta tiếp đến đế nguyên quân ánh mắt đánh giá nhìn hồng sư rồi nói tiếp thêm nữa ngươi cũng đừng nghĩ là cướp từ trong tay của ta người khác có thể sẽ sợ danh tiếng và thế lực của hồng sư nhưng ta thì khác nếu như ta sợ các ngươi thì ta đã không đến đây như thế mới thông minh đột nhiên hồng sư phá lên cười lớn một tiếng nói nếu như ngươi không chủ động đến đây gặp ta thì khi ta phái người đi thì chuyện sẽ không dừng lại ở cuộc nói chuyện này đâu. Với cả, ta nhìn thấy bộ dạng ngươi hiện tại thì có thể chắc chắn một điều là ngươi đã có chuẩn bị trước khi đến gặp ta. Ngươi gọi đế nguyên quân đúng không? Đích thị, đế nguyên quân gật đầu đáp, lần đầu tiên có một người dám ngông cuồng trước mặt ta và nhất là một tên tiểu tử ngươi. Hồng sư nhẹ tay đẩy người đứng dậy rồi đi thẳng về phía đế nguyên quân, nói. Ta thân là bậc trưởng bối nên không thể chèn ép một hậu bối như ngươi được. Nếu như chuyện này có thật thì Hồng Sư ta sẽ không thể được như bây giờ. Đế Nguyên Quân, ngươi nói đi. Đế Nguyên Quân trực tiếp lấy ra 10 hòm bảo vật đặt trước mặt Hồng Sư, đáp: Những cổ vật này tuy không có giá trị gì quá đặc biệt nhưng ta chắc là hồng. Sư cũng cảm nhận được là trong này có thứ không phải là phàm vật, nhưng chúng đối với ta là vô dụng, ngươi muốn lấy lại những thứ này thì rất đơn giản, ta chỉ cần 200 vạn linh thạch và một lời hứa từ Hồng Sư. Ngươi biết 200 vạn đối với một người như ngươi to lớn như thế nào? Chưa kể, ngươi có biết lời hứa của ta có trọng lượng như thế nào không? Hồng sư nghe thấy vậy thì hai hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt lại. Ngươi nghĩ những thứ này đáng giá đến vậy hay sao? Hồng sư, ta một khi đã dám đến đây thì ta có thể chắc chắn một điều là ngươi sẽ đáp ứng ta vì chuyện này không chỉ mình ta có lợi mà ngay cả ông cũng vậy. Đế Nguyên Quân gương mặt tự tin nhìn Hồng sư, đáp, đối với ngươi thì 200 vạn không đáng nhắc đến, còn lời hứa của ngươi chỉ là một thứ gì đó đảm bảo mà thôi. Ồ, ngươi rất tự tin. Hồng sư vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi nói trước xem thử, nếu như ta có thể đáp ứng được thì ta sẽ suy nghĩ lại." Cắn câu rồi, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu, trả lời: "Thứ mà ta cần ông đảm bảo là khi nào ta cần thì Hồng sư có thể giúp ta ra mặt và ta cũng chắc chắn là sau này ngươi sẽ chủ động đứng ra mà không cần ta phải lên tiếng. Còn về lợi ích thì quá đơn giản, ông thấy thế lực nào ở trong thành này được nhiều người ủng hộ nhất?" Hừm, nếu nói về việc được ủng hộ thì Luyện Đan hội có thể xem là lớn nhất còn thế lực lớn thì có tiên linh khác Hồng sư vẻ mặt có chút suy nghĩ, đáp, ngoài ra còn có nhiều thế gia, trực thuộc tông môn. Vậy vị trí của Hồng sư ở trong thành đứng ở vị trí nào? Đế Nguyên Quân giọng nói rõng rạc vang lên, không biết luyện đan hội ở Thanh Lan Thành thì ai là người có cấp bậc cao nhất? Hồng sư nghe thấy vậy thì khẽ cao mày, ánh mắt có chút trầm xuống nhìn Đế Nguyên Quân, nói. Người trước khi đến thì đã tìm hiểu về ta nên câu hỏi thứ nhất ta không cần trả lời. Còn câu hỏi thứ hai thì chắc chắn là lão tổ lạc gia, địa cấp luyện đan sư. Đế Nguyên Quân trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài của thanh lương các chủ đưa rồi lên tiếng. Nếu như ta nói ta là một huyền cấp luyện đan sư, thậm chí còn cao hơn. Ngươi thấy sao, thêm nữa, mối quan hệ giữa ta cùng lạc tuyết dung rất tốt, nếu như được thì ta có thể. Ông hiểu ý ta chứ, lệnh bài này là của luyện đan hội. Hồng sư nhìn tấm lệnh bài trong tay hắn thì chố mắt kinh ngạc, lão không thể tin được một tên ngông cuồng lại là một vị luyện đan sư được luyện đan hội nhìn chúng. Và quan trọng hơn là nhìn hắn bây giờ chỉ mới 17 tuổi, với một độ tuổi còn nhỏ như hắn mà đã đạt được cấp bậc như hiện tại thì sau này sẽ đạt được những thành tựu to lớn như thế nào. 20 người nghe thấy vậy thì cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Ban đầu, ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân không có mấy thiện cảm, trong mắt họ thì hắn chẳng khác gì một tên tiểu tử ngông cuồng, tự cao, tự đại nhưng hiện tại thì lại khác. Ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân không còn sự khinh thường nữa mà là sự kinh ngạc và khó có thể tin được. Chỉ là một vị trí trong luyện đan hội mà thôi, nhìn Hồng sư vẻ mặt kinh ngạc đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười, nói. Hồng sư, ông bây giờ còn cảm thấy yêu cầu của ta quá đáng nữa không? Hồng sư suy nghĩ một lúc thì lên tiếng trả lời. Nếu như những lời ngươi vừa nói là đúng thì ta không có lý do gì để từ chối cả. Vậy thì tốt, đế nguyên quân nghe thấy vậy thì gật đầu một cái rồi quay người đi ra bên ngoài. Những thứ này ta giao lại cho Hồng Sư, đợi ta khảo hạch luyện đan sư kết thúc thì có thể đến lạc ra tìm ta. Tiểu tử, người không sợ ta nuốt lời sao? Hồng Sư nhìn theo bóng lưng đế nguyên quân đi ra ngoài thì lên tiếng hỏi hắn. Cái đó thì ta không lo, đế nguyên quân vừa đi vừa lên tiếng trả lời. Hồng Sư cứ xem đây là thành ý của ta, lời nói vừa dứt, đế nguyên quân cũng đã biết mất khỏi ánh mắt của những người. Ngồi ở trong đại sảnh, đợi đế nguyên quân rời đi, Hồng Sư bất chợt nở một nụ cười lớn, nói. Đúng là một tên tiểu tử thú vị, sau đó lão quay người đi về phía trên cao đại sảnh, nói tiếp. Đã bao lâu rồi ta mới có cảm giác mong đợi như thế này qua ngày hôm sau đế nguyên quân từ trong phòng đi ra liền nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán ở bên ngoài khi hắn đi ra thì trông thấy một đám người rất đông đang vây kín giữa con đường đế nguyên quân len lỏi qua đám đông thì nhìn thấy thi thể của một người không còn nguyên vẹn nữa và từ trong cuộc nói chuyện của những người xung quanh đế nguyên quân mới biết được người này chính là một trong những ứng viên của khảo hạch luyện đan sư đến từ một nơi khác đế nguyên quân nhìn qua bộ thi thể một cái rồi trong đầu thầm nghĩ khảo hạch luyện đan sư ngày mai sẽ bắt đầu nhưng không đến mức mà gây ra chuyện này chứ vì vị trí thứ nhất mà làm đến mức như thế này hay là lần khảo hạch này sẽ có gì đó đặc biệt khả năng cao là tối nay là lúc mà bọn chúng hoạt động sẽ mạnh nhất điều mà ta thấy lo lắng hiện tại là tình hình ở bên phía lạc tuyết dung tuy được lạc ra bảo vệ chu toàn nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra đế nguyên quân nghĩ đến đây thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống ánh mắt âm thầm tản mát ra một lượng sát ý sau khi bình tâm một lúc đế nguyên quân quay người rời đi nếu bọn chúng tối nay định toàn lực ra tay thì cũng cần phải chuẩn bị một chút Trước tiên thì đi đến Lạc Dương Các nhìn xem, không nhầm thì hôm nay chính là ngày Lạc Dương Các mở phiên đấu giá. Không biết chuyến đi lần này có thu hoạch gì đặc biệt hay không? Đứng trước cổng lớn Lạc Dương Các, đế nguyên quân ngẩng đầu nhìn lên cao thì thấy đây là một tòa lâu các cực kỳ to lớn. Nếu mà so với thanh dược lâu thì Lạc Dương Các phải lớn hơn gấp 3, gấp 4 lần. Cảm nhận dược lực từ bên trong phát ra ngoài, đế nguyên quân hít vào một hơi rồi kinh ngạc thốt ra. Dược lực thật nồng đậm, tiếp đó, đế nguyên quân đi vào thì bị một đôi nam nữ từ bên trong đi ra đụng chúng, Nhìn nữ tử ngã người ra sau, đế nguyên quân đưa tay ra và nói. Ngươi không sao chứ, đột nhiên, tên nam tử đứng bên cạnh đó mạnh tay hất văng tay đế nguyên quân ra và lớn tiếng nói. Tên nghèo hèn từ đâu đến, ngươi dám đưa cái tay bẩn thỉu ra, dám đẩy ngã tuyển nhi, ngươi muốn chất hay sao, dám đẩy ngã tuyển nhi, ngươi muốn chất hay sao. Nữ tử chống tay đứng dậy, ánh mắt cô nhìn bắc Giang Hào rồi đưa tay kéo nhẹ ống tay áo hắn và nói. Hào ca, ta không sao, chỉ là bất cần đụng chúng vị công tử này thôi. Bắc Giang Hào ngoái đầu nhìn lại, sau đó hắn gạt tay lệnh Vi Tuyền ra và nói: "Tuyền Nhi, muội không cần lo lắng, có ta ở đây." Nhưng, nhìn Bắc Giang Hào hùng hổ trước mặt, lệnh Vi Tuyền chỉ biết cúi đầu, giọng nói âm thầm vang lên: "Nhưng đây là lỗi của ta mà." Bị Bắc Giang Hào khinh thường và chỉ trỏ ở trước mắt, ánh mắt Đế Nguyên Quân đột nhiên trầm xuống nhìn chằm chằm tên Bắc Giang Hào, nói: "Lan, ngươi dám nhìn ta với ánh mắt đó? Ngươi không biết ta là ai hay sao mà dám?" Bắc Giang Hào chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân, quát: người ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi nếu không thì đừng trách ta không nể mặt đám đông nghe thấy hai người nói lời to nhỏ thì ai ai cũng liếc mắt nhìn qua đế nguyên quân tưởng chừng những người xung quanh sẽ có người hiểu chuyện nhưng mà hắn đã lầm những người đứng xem chỉ biết chỉ tay về phía đế nguyên quân và buông lời hạ thấp hắn còn tên bắc giang hào thì lại khác hắn ta thì được những người xung quanh bênh vực và thậm chí còn có người không hiểu chuyện cũng đã đứng ra nói đế nguyên quân và yêu cầu hắn phải quỳ xuống cầu xin được những người xung quanh khen ngợi sắc mặt bắc giang hào đột nhiên sáng lên và có thể cảm nhận được sự vui sướng ở trong ánh mắt hắn trái lại đế nguyên quân liếc mắt nhìn đám người sung quanh thì ngầm hiểu được sở dĩ tên bắc giang hào này cậy thế và hùng hổ như thế là bởi vì ở sau lưng hắn có thế lực chống lưng còn đế nguyên quân thì chẳng khác gì một người bình thường trông không có chút thế lực nào cả và còn nhìn rất lạ mắt ta cho ngươi cơ hội nhanh quỳ xuống cầu xin bắc giang hào khoái chỉ nở một nụ cười lớn hắn chỉ tay xuống đất và nói đáp lại gương mặt đế nguyên quân dần trở nên lạnh lẽo và ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm bắc giang hào nói ngươi nghĩ thế lực sau lưng ngươi lớn lắm sao không muốn chất thì cấu út qua một bên ngươi bắc giang hào vẻ mặt đùng đùng tức giận hắn không một chút nể mặt liền rút kiếm chỉ thẳng về phía đế nguyên quân quát tên khốn ngươi dám khinh thường ta ngay khi bắc giang hào chuẩn bị đâm kiếm về phía đế nguyên quân thì đột nhiên một tiếng bước chân cùng một giọng nói nữ tử nhẹ nhàng nhưng tràn đầy khí phách vang lên bắc công tử lạc dương các nghiêm cấm xô sát nếu ngươi biết luật ở đây mà vẫn còn có ý định đó thì đừng trách ta không nể mặt. Lạc ngữ hằng, bác Giang hào ánh mắt ngưng trọng nhìn qua, mặc dù trong lòng hắn vẫn còn rất tức giận nhưng đối mặt với người có cấp bậc như lạc ngữ hằng thì chẳng khác gì tự tìm lấy nhúc. Tên tiểu tử này dám đẩy ngã tuyển nhi, người thấy ta có thể để mặc chuyện này sao? Bác công tử, ta không cần biết các ngươi có bất cứ xích mích gì nhưng ở đây là lạc dương các, không phải địa bàn bác gia các ngươi. Đáp lại, lạc ngữ hằng giọng nói bá đạo vang lên vì công tử này đến thì chính là khách của lạc dương các nếu như ngươi hiện tại đụng vào hắn thì chẳng khác gì không nể mặt lạc gia ta cho dù bác gia chủ có đến cũng không dám làm như vậy ngươi bác giang hào tức giận quát lớn một tiếng vẻ mặt hắn sau đó dần trở nên xám xịt và suy nghĩ một lúc rồi thu kiếm ánh mắt khinh thường nhìn liếc qua đế nguyên quân nói tên khốn may cho ngươi là lạc ngữ hằng ra mặt nếu không thì ngươi không yên với ta đâu lời của lạc ngữ hằng chỉ nói cấm xô sát ở trong lạc dương các chứ không nói cấm ở bên ngoài đáp lại đế nguyên quân ánh mắt tức giận nhìn liếc bắc giang hào một cái rồi đi vào bên trong ngay khi hắn vừa đi ngang qua người bắc giang hào thì dừng lại sau đó hắn quay qua và thì thầm vào tai ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng nếu như vừa rồi ngươi dám động kiếm thì cái mạng nhỏ của ngươi đã không còn bị ánh mắt và lời nói đế nguyên quân chọc giận bắc giang hào hai mắt tức giận đỏ bừng bừng nhìn đế nguyên quân đi vào bên trong thì cười lạnh một tiếng hay cho một tên thấp kém dám buông lời như vậy với ta để ta xem thử ngươi còn mạnh miệng được đến bao giờ Lời nói vừa dứt, Bắc Giang Hào đi theo sau đế nguyên quân. Nhưng khi hắn vừa bước được một bước thì bị bàn tay nhỏ nhắn lệnh vi tuyển kéo lại. Hào ca, ta nghĩ chuyện này nên dừng lại ở đây. Tuyền nhi, cần gì lo lắng như vậy? Bác Giang Hào đặt nhẹ tay lên bàn tay cô rồi nói. Hắn ta chỉ là một tên thấp kém thì có thể làm gì được ta? Muội cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ thay người giải quyết. Nhưng ta đâu muốn như vậy. Nhìn Bắc Giang Hào nhanh chân đi vào bên trong, lệnh vi tuyển đưa tay lên định kéo hắn lại nhưng Bắc Giang Hào đã nhanh chân chạy vào bên trong rồi. Đi vào bên trong, lạc ngữ hằng ánh mắt tò mò nhìn qua đế nguyên quân, hỏi. Nhìn công tử không giống người ở trong thành, không biết công tử từ đâu đến. Đế nguyên quân liếc mắt nhìn qua, đáp, là cô nương, chuyện ta từ đâu đến quan trọng lắm sao? Hay là cô muốn biết thân thế của ta rồi đánh giá? Công tử, ta nào có ý định như thế? Lạc ngữ hằng nghe thấy vậy thì giật mình một cái, gương mặt lộ ra vẻ lúng túng nhìn đế nguyên quân đáp chỉ là ta cảm thấy rất tò mò thế lực của bắc gia ở trong thành không được xem là quá lớn nhưng cũng có không ít thanh thế còn công tử thì ta thấy không giống xuất thân từ một thế gia nhưng lại dám đối đầu với bắc giang hào chỉ có thế thôi sao đế nguyên quân thở ra một hơi rồi liếc mắt nhìn qua nói tán tu cũng tốt mà có thế lực hộ thuấn cũng tốt đối với ta thì bản thân tự lực là điều tốt nhất còn việc đối đầu với bắc giang hào hay là bắc gia thì ta không thèm để ý tới Lạc ngữ hằng nghe thấy vậy thì cười khổ một tiếng, ánh mắt cô nhìn qua đế nguyên quân một cái liền thể hiện rõ những suy nghĩ ở trong ánh mắt. Vị công tử này trông còn rất trẻ, cho dù hắn có thực lực nhưng quá ngông cuồng. Biết được suy nghĩ của Lạc Ngữ Hằng, đế nguyên quân không thèm để ý mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, nói tiếp. Bây giờ ta muốn mua một ít linh dược, đan dược. Không biết là cô nương có thể dẫn ta đi một vòng được không? Nếu công tử muốn thì ta sẽ tự mình dẫn đi, Lạc ngữ hằng nghe thấy vậy thì ban đầu lộ ra vẻ không được mất thoải mái nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn thì bất chợt có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ và trong vô thứ cô đã gật đầu đồng ý. Không biết công tử muốn mua loại linh dược, đan dược nào? Đáp lại, đế nguyên quân nở một nụ cười nhẹ, đáp. Trước tiên thì dẫn ta đi xem một vòng, khi nào ta tìm thấy thứ ta cần thì ta sẽ nói. Cái tên này, lạc ngữ hằng ánh mắt không được mấy thoải mái, nghe theo công tử, đi theo hai người một lúc, bác Giang hào ánh mắt nhìn cả hai thì lộ ra vẻ tức giận vô cùng, Tên khốn kiếp này có gì mà Lạc Ngữ Hằng lại đích thân dẫn đi như thế này? Tên thấp kém đó có gì tốt mà ngươi lại chống lại ta? Càng đi theo, Bắc Giang Hào ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân càng ngày càng tức giận. Hắn không thể hiểu được là Lạc Ngữ Hằng tại sao lại dẫn hắn đi khắp nơi như vậy. Tên này đang có ý định chơi ta sao? Không kiềm chế được cơn giận trong người, Bắc Giang Hào vẻ mặt tức tối đi nhanh về phía hai người rồi đứng chắn trước mặt Đế Nguyên Quân, nói: Tên thấp kém ngươi đang muốn chọc tức ta hay gì? Gần một nén hương ngươi chỉ có đi qua đi lại. Quá đáng hơn là lạc ngữ hằng lại hạ mình dẫn người đi, hay là người sợ bản thân không đủ linh thạch để mua và muốn giữ thể diện nên mới đi khắp nơi như thế này. Lạc ngữ hằng nghe thấy vậy thì trong lòng cũng có chút tức giận, mặc dù cô đã đồng ý là dẫn hắn đi nhưng cô không ngờ hắn lại quá đáng như vậy. Tuy trong lòng không được vui và không muốn đi cùng đế nguyên quân nhưng cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ ở trong lòng mà không nói ra. Thay vào đó, cô nhìn qua bắc giang hào bằng ánh mắt giống như vừa tìm thấy nơi để xả ra vậy. Bác công tử, người không có việc gì hay sao mà cứ đi theo ta? Chưa kể, vì công tử đây là khách của Lạc Dương Các. Lạc Dương Các ta chưa từng có quy định đi vào trong này là phải mua linh dược, đan dược. Nếu như bác công tử còn nói giống như vậy thì chẳng khác gì đã bôi cho chát chấu lên mặt Lạc Dương Các. Nếu đó là ý định của ngươi thì đừng trách ta. Con quỷ cái khón kiếp, ngươi giận vì không nói ra trước mắt tên thấp kém này thì đổ lên đâu ta. Bác Giang Hào trên trán nổi lên từng sợi gân xanh, tức giận nói. Lạc Ngữ Hằng, ta nói không đúng sao. Lạc Ngữ Hằng nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt cô tức giận nhìn qua bắc giang hào một cái rồi nhìn qua đế nguyên quân với ánh mắt lung túng nói công tử người đừng nghe những lời nói bậy ta thật sự không có ý ngay khi lạc ngữ hằng chưa kịp nói dứt lời thì đế nguyên quân cũng đã quay người hắn đi về phía trước một bước rồi đột nhiên dừng lại và sau đó ngoái đầu nhìn lại nói chuyện này ta tự mình nhìn thấy được nhưng là cô nương ta có chuyện này cũng muốn nói cho người biết ta hiện tại không có ý định mua thứ gì hết nhưng người cũng khiến ta cảm thấy có chút thất vọng với tâm cảnh của ngươi thì không bao giờ sánh được với lạc tuyết dung sau đó hắn quay qua nhìn bắc giang hào bằng một ánh mắt khinh thường nói còn ngươi chỉ là một tên công tử phế vật chỉ biết dựa dẫm vào thế lực để ức hiếp người khác ngươi không xứng đứng trước mặt ta chứ đừng nói đến việc phán xét ta có xứng hay không lời nói vừa dứt đế nguyên quân cất bước rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự tức giận của cả hai người trong mắt họ đế nguyên quân lúc này chẳng khác gì một tên ngông cuồng tự đại nhưng mà họ không biết người mà cả hai người đang khinh thường lại là một người giấy lên một đợt phong ba ở trong thành. Buổi tối hôm đó, tại phòng đấu giá Lạc Dương Các, đế nguyên quân ngồi tại một căn phòng bình thường với cửa sổ nhìn đối diện sân đấu giá, còn ở phía bên dưới là hàng ngàn hàng ghế nối tiếp nhau và xếp thành một hàng dài. Còn ở trên tầng cao nhất chính là những căn phòng thượng hạng dành cho những thế lực lớn ở trong và ngoài thành. Và cũng ở trên những căn phòng thượng hạng đó, đế nguyên quân cảm nhận được rất nhiều khí tức cực kỳ cường đại. Thậm chí còn có không ít khí tức cường giả tinh cực cảnh nhìn qua căn phòng thượng hạng ở phía đối diện đế nguyên quân ló mắt nhìn qua khe cửa thì trông thấy những bóng hình hết sức quen thuộc ba người đó chính là lâm tuyết nhi hứa tiểu kiều và lạc tuyết dung đi cùng với họ là hải lão giả trông rất già nuôi nhưng khí thức trên người lại mười phần cường hãn tiếp đó đế nguyên quân tiếp tục liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy những người của các thế lực lớn khác đều đang nhìn về phía ba người lạc tuyết dung với ánh mắt hết sức kinh ngạc họ không thể tin được là tin tức lạc tuyết dung đã chất được chính lạc gia truyền ra ngoài nay lại một lần nữa xuất hiện Cùng với đó là hai nữ tử khác với thiên phú cực kỳ đáng nể, cả hai người lúc này cũng chỉ mới 18-19 tuổi nhưng một người đã tu luyện đến cảnh giới ngưng hải cảnh tầng 8 và một người có cảnh giới thấp hơn nhưng lượng khí thức phát ra lại tinh thuần, không hề kém cạnh. Nếu như nói là Tuyết Dung là thiên kiêu trong giới luyện đan, 18 tuổi đạt cửu phẩm luyện đan sư và sắp tới là tham gia khảo hạch hoàng cấp luyện đan sư. Hứa Tiểu Kiều chính là người có thiên phú tu luyện có thể sánh ngang với những lớp đệ tử thiên kiêu của các thế lực lớn khác. Còn Lâm Tuyết Nhi chính là thiên chi kiêu nữ, người có phong thái đi trên con đường vô địch. Với dáng dấp và thiên phú của cả ba người khiến rất nhiều thế lực mong muốn có được. Quay lại với đấu giá hội, đế nguyên quân nhìn lạc ngữ hằng dẫn theo mấy nữ đệ tử với trên tay là những cái khai lớn đựng những vật phẩm giá trị ở bên trên. Mặc dù chúng đã bị tấm vải đỏ che ở bên ngoài nhưng khí thức nó phát ra cực kỳ nồng đậm và đó cũng chính là những thứ tốt nhất mà đế nguyên quân từ lúc đến Tây Vực nhìn thấy. Đứng ở trên sân đấu giá, lạc ngữ hằng đưa tay cho một nữ đệ tử đặt khai xuống và nhẹ tay kéo tấm vải che ở bên trên và lớn giọng nói không tốn thời gian của các vị thêm nữa trên tay ta là món bảo vật đầu tiên có tên là Huyền Linh Trạc đây là một cái vòng tay dành cho nữ với công dụng là thanh lọc cơ thể và giúp gia tăng khả năng tu luyện giá khởi điểm 2 vạn linh thạch và mỗi lần tăng giá không thấp hơn một ngàn lạc nữ hằng vừa dứt lời thì những người ở phía bên dưới đều bắt đầu tăng giá chẳng mấy chốc đã đẩy giá lên đến 4 vạn linh thạch và đã được một vị nam tử với gương mặt anh tuấn ngồi ở trên phòng thượng hạng mua xuống tiếp đến Lạc Ngữ Hằng tiếp tục lấy ra một món bảo vật khác cũng không hề kém cạnh Huyền Linh Trạc mà phẩm chất của nó thậm chí còn cao hơn rất nhiều, đây chính là một cặp bảo kiếm được rèn luyện hết sức tinh xảo và phẩm chất của nó là hoàng cấp trung phẩm linh khí. Ngay khi cặp bảo kiếm này được đưa lên thì đám đông ở phía bên dưới bắt đầu ồ lên. Và nhất là những cặp đôi nam nữ ngồi ở trên những căn phòng bình thường, thậm chí là những người ở trên phòng thượng hạng cũng bắt đầu để ý. Cầm hai, tay bảo kiếm ở trên tay, Lạc Ngữ Hằng gương mặt vui vẻ, lên tiếng. Món bảo vật thứ hai chính là một cặp bảo kiếm có tên là Long Phụng Kiếm và hai thanh kiếm này được một vị luyện khí đại sư ở trong thành. Tuy kiếm không có khí linh nhưng một khi vào tay của một cặp đạo lữ nào đó phối hợp với nhau thì uy lực của hai thanh bảo kiếm này sẽ tăng lên một vài thành. Giá khởi điểm 4 vạn linh thạch và mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2 ngàn. Nhìn những người phía bên dưới đang đẩy giá lên liên tục, đế nguyên quân đưa mắt nhìn hai thanh bảo kiếm rồi nhìn về phía lạc nữ hằng thì bất chợt nở một nụ cười. Nữ tử này rất có dụng ý, tuy thanh bảo kiếm này không tệ nhưng phẩm chất không được tốt cho lắm ngay khi lời nói đế nguyên quân vừa dứt thì đột nhiên hắn nghe thấy một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng nhưng mang theo một cỗ khí chất khiến người ta say đắm mười vạn linh thạch nhìn về phía lâm tuyết nhi đế nguyên quân lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ nói chỉ là một cặp bảo kiếm thôi mà dần dần lạc nữ hằng lấy ra hơn hai mươi kiện bảo vật nhưng đế nguyên quân vẫn chưa cảm thấy có thứ gì đó phù hợp nên nhìn xuống bên dưới với ánh mắt mong đợi không để các vị tiếp tục chờ đợi hơn nữa Nguyên món bảo vật của đợt tiếp theo chính là những thứ hết sức hiếm có và cực kỳ chân quý gồm các loại tinh thạch, linh dược và đan dược có phẩm cấp cao. Lạc Ngữ Hằng vung nhẹ tay một cái liền hất tấm vải tre ở bên trên và để lộ ra những loại linh dược, đan dược với phẩm chất từ hoàng cấp thượng phẩm trở lên. Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn qua những loại linh dược thì bất chợt thở ra một hơi và gương mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng ngay khi hắn nhìn tới cái khay cuối cùng thì nhìn thấy một viên tinh thạch màu đen nhưng toàn thân phát ra một đạo tinh quang màu vàng kim thì lộ ra vẻ bất ngờ thốt ra. Đây là kim sắc tinh thạch trong tay ta có trọng kim huyền thiết và bây giờ có thể lấy được kim sắc tinh thạch này thì tử huyền có thể trở thành huyền cấp linh khí cũng là điều có khả năng đợi linh dược và đan dược được đầu ra hết đế nguyên quân nhìn viên tinh thạch với ánh mắt vô cùng mong đợi cầm viên tinh thạch trên tay lạc ngữ hằng ánh mắt nhìn quét qua đám người ở phía bên dưới một vòng thì nhìn thấy phía bên dưới không có mấy người có phản ứng thì sắc mặt có chút xị xuống trên tay ta là một viên kim sắc tinh thạch với thuộc tính kim cực kỳ chắc chắn và dẻo dai đây chính là thứ mà hầu hết các vị luyện khí sử dụng để rèn thành những loại bảo khí giá khởi điểm 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2 ngàn. Ngay sau khi Lạc Ngữ Hằng vừa dứt lời thì phía bên dưới không có một ai lên tiếng ra giá mà họ lại quay qua nhìn nhau và bàn tán to nhỏ phía bên dưới. Trong mắt họ thì viên kim sắc tinh thạch này chỉ là một loại tinh thạch bình thường có chút đặc tính nhưng mức giá 10 vạn thì lại quá cao so với những gì mà nó mang lại. Và với 10 vạn linh thạch thì họ cũng có thể cầu được một kiện bảo khí hoàng cấp cực phẩm linh khí, thậm chí là hy hữu huyền cấp linh khí. Còn đối với đế nguyên quân thì lại khác, Tuy giá trị của loại tinh thạch này không đáng với giá 10 vạn nhưng nó một khi vào tay của một vị luyện khí đại sư thì hiệu quả của nó còn vượt xa cái giá trị này. Và khi nó kết hợp với trọng kim huyền thiết thì hiệu quả lại tăng lên gấp nhiều lần. Mặc dù rất mong muốn có nó nhưng Đế Nguyên Quân không nhanh ra giá và phải đợi những người phía bên dưới từ bỏ hết tất cả ý định và khi Lạc Ngữ Hằng cảm thấy không thể đấu giá được nữa thì lúc đó mới là cơ hội của hắn. Đợi thêm một lúc, Lạc Ngữ Hằng sắc mặt trầm xuống nhưng cô vẫn phải cố gắng nở một nụ cười trên gương mặt ngay khi cô định ra hiệu cho người mang xuống thì đế nguyên quân lúc này mới lên tiếng mười vạn linh thạch ngay khi đế nguyên quân vừa ra giá thì ngay lập tức lạc ngữ hằng thì vui mừng vô cùng cô không quan tâm những người phía bên dưới có ý định tăng giá nữa hay không mà nhanh chóng gật đầu đồng ý nắm chắc kim sắc tinh thạch vào trong tay đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười vui mừng mà không thèm quan tâm những người ngồi ở phía bên dưới đang bàn tán về bản thân hắn buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, sau hơn trăm vật phẩm tiếp theo được đưa ra nhưng đế nguyên quân không cảm thấy vừa ý với bất cứ thứ nào cả. Và đúng lúc này, thanh âm lạc ngữ hăng hứng khởi đưa tay chỉ về phía lối đi vào, nói. Để kết thúc buổi đấu giá ngày hôm nay, ta chắc chắn với tất cả các vị đang ngồi ở phía bên dưới là hai món vật phẩm cuối cùng này chính là thứ mà các vị đang cực kỳ mong đợi. Lúc trước, lạc gia ở trong bí cảnh may mắn đoạt được một cuốn huyền cấp thượng phẩm công pháp có tên là hỗn nguyên tịch diệt trường. Bộ trưởng pháp này tổng cộng có 3 chiêu với uy lực của mỗi chiêu là cực kỳ kinh khủng. Và nhất là chiêu thức cuối cùng có uy lực cực kỳ kinh khủng, nếu như luyện đến đại thành thì uy lực của nó có thể sánh với huyền cấp cực phẩm công pháp khác. Giá khởi điểm là 50 vạn linh thạch và mỗi lần tăng giá không thấp hơn một vạn. Đám đông phía bên dưới ngay sau khi nghe thấy vậy thì bắt đầu ồ lên. Ánh mắt họ nhìn về phía bộ công pháp lộ ra vẻ tham lam và không kiềm chế được mà nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Bởi vì cấp bậc của bộ công pháp này là cực kỳ lớn, ngay cả những đại thế lực ở trong Thanh Lan Thành thì loại công pháp có cấp bậc như thế này là cực kỳ ít. Cao lắm thì cũng chỉ có một vài cuốn như thế này mà thôi và đó cũng là bộ công pháp chân tông của họ. Nhìn dáng vẻ đám người thay nhau tăng giá, đế nguyên quân bất chợt nhìn về phía Lạc Tuyết Dung rồi nở một nụ cười. Lạc gia xử lý chuyện này không tệ, bộ công pháo này nếu như không được đưa ra đấu giá mà để cho Lạc gia sử dụng thì hậu quả mang lại sẽ cực kỳ nặng nề. Cho dù là một thế lực có tiếng nhưng thực lực không thể sánh bằng. Sao chép rồi bán bộ công pháp gốc này đi đúng là một lựa chọn đúng đắn. Đấu giá một lúc, Đế Nguyên Quân lúc này mới há hốc mồm với những thế lực với tài nguyên rộng lớn của mình. Một bộ công pháp chỉ đáng giá 50 vạn nhưng bây giờ đã bị đẩy lên 200 vạn và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đám người này làm vậy cũng quá khoa trương rồi. Đế Nguyên Quân lắc đầu, cảm khái, chỉ là một bộ công pháp huyền cấp thượng phẩm mà đẩy giá lên cao như vậy. Nếu như ta lấy ra một bộ địa cấp công pháp bất kỳ thì nó còn tăng lên đến mức nào? Sau một hồi đẩy giá lên gần 300 vạn, Bộ công pháp này được một vị công tử đến từ một đại tông môn ở bên ngoài mua xuống. Nhìn dáng vẻ của người này thì đế nguyên quân có thể đoán ra được hắn ra chính là thánh tử của một đại tông môn ở gần đây, cấp bậc của tông môn chỉ sợ là tam phẩm tông môn trở lên. Ngay khi đám đông chưa hết bàng hoàng vì bộ công pháp bị đẩy giá lên quá cao thì Lạc Nữ Hằng đã một lần nữa lấy ra một cái khai cuối cùng và rõng rạc, nói Nối tiếp thành công của bộ công pháp vừa rồi, trên tay ta bây giờ chính là món bảo vật cuối cùng của buổi đấu ra hôm nay. Ta chắc là tất cả các vị đến đây là vì bộ công pháp đó nhưng mà món cuối cùng này cũng có giá trị cực kỳ to lớn. Lạc ngữ hằng nhẹ tay lấy tấm vải tre ở bên ngoài và để lộ ở trên khay là một viên đan dược huyền cấp cực phẩm, nói tiếp. Trên tay ta là một viên đan dược có tên là tinh thần mẫu đan được luyện chế từ hạch tâm của tinh thần mẫu thụ. Và khả năng của nó mang lại là trợ giúp luyện đan sư gia tăng lượng tinh thần lực lên gấp 2 lần. Giá khởi điểm 60 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn. Lời nói vừa dứt liền khiến toàn trường một phen chấn động, bởi vì một loại đan dược hy hữu như thế này rất ít khi xuất hiện và mỗi khi xuất hiện thì đều làm tất cả mọi thứ đều trở. Nên sáo động, 90 vạn linh thạch, 95 vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch, chỉ chưa đến 10 tức hô hấp, đám người phía bên dưới đã đẩy giá vượt qua 100 vạn linh thạch, bầu không khí ngày càng bùng nổ và đám người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đế Nguyên Quân thông qua khe cửa sổ nhìn về phía Lạc Tuyết Dung thì thấy biểu cảm của cô lúc này đang rất là vui mừng. Tuy giá trị của tinh thần mẫu đan là rất lớn nhưng với giá cả hiện tại đã vượt xa so với cấp bậc huyền cấp cực phẩm mang lại. Nhìn ngắm viên đan dược một hồi lâu, đế nguyên quân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Huyền cấp cực phẩm đan dược, tuy phẩm chất nó không được cao nhưng cũng đủ để nhập vào cực phẩm. Nếu như phẩm chất giảm xuống một chút thì cấp bậc sẽ không được cao như hiện tại. Ngay cái hôm mà đám hắc y nhân tấn công lạc tuyết dung thì đáng lý ra cha, mẹ cô ấy sẽ đứng ra nhưng thay vào đó lại là các vị trưởng lão nên rất có thể cha mẹ Lạc Tuyết Dung đang dùng huyền băng liên để đột phá cảnh giới luyện đan. Với cấp bậc của viên đan dược này thì người luyện ra chắc hẳn là lão tổ Lạc gia. Nếu như không bị tuổi tác ảnh hưởng thì rất có khả năng đột phá lên địa cấp luyện đan sư. Bất chợt, Đế Nguyên Quân lắc đầu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn viên đan dược lộ rõ sự tiếc nuối, nói: "Nếu như ta có tinh thần mẫu thụ thì đan dược luyện ra ít nhất sẽ có phẩm chất cao hơn như thế này nhiều và cấp bậc rất có thể là địa cấp." nhưng tinh thần mẫu thụ đã là một thứ gì đó rất là hy hữu và cực kỳ hiếm thấy và chưa kể đến thời gian ngưng thành hạch tâm của nó cũng phải trăm năm hoặc cũng có thể là ngàn năm một khi mất đi hạch tâm thì nó cũng sẽ chất dần theo thời gian đúng là đáng tiếc nhưng viên đan dược này ta bắt buộc phải có ở phía bên dưới đám người đang nháo nháo đẩy giá lên cao thì đột nhiên một thanh âm phát ra từ căn phòng trung tâm của tầng bình thường vang vọng khiến toàn trường bị một phen chấn động thậm chí là có chút gì đó kinh hãi một bộ huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp ngay lập tức Cuộc đấu giá vì một thanh âm này mà dừng lại. Đám người thi nhau nhìn về phía căn phòng Đế Nguyên Quân mà không thể tin nổi vào tai của mình nữa. Chuyện này là đang nói đùa hay sao? Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, nghe giọng của người này thì chắc tuổi còn rất trẻ nên ta thấy cực kỳ đáng nghi. Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp cao lắm cũng chỉ có giá 70, 80 vạn. Đây hắn muốn dùng một bộ kiếm pháp để lấy tinh thần mẫu đan. Không chỉ những người ngồi ở phía bên dưới mà ngay cả những vị khách quý trong những căn phòng thượng hạng cũng nhìn về phía căn phòng khép hờ cửa sổ. Từ ánh sáng trong phòng phát ra thì họ chỉ nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở phía sau mà thôi. Vị công tử này thế mà lấy ra được một bộ huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp. Cho dù trong thanh lan thành cũng không có ai dám lấy bộ công pháp như này ra cả. Rốt cuộc người này là ai? Một người có thể lấy ra kiếm pháp này chắc hẳn là một thánh tử hoặc là công tử của một siêu cấp thế gia nào đó ở lân cận. Nhưng sao hắn lại ngồi ở trong phòng bình thường? Chuyện này thật đáng nghi. Nhanh, điều tra thanh thế của vị công tử đó cho ta. Đứng ở trên sàn đấu giá, Lạc Ngữ Hằng trợn tròn mắt nhìn về phía căn phòng đế nguyên quân mà không thể tin nổi vào những gì mà bản thân cô vừa nghe thấy và trong đầu cô dần cảm thấy có chuyện gì đó bất an bởi vì một người có cấp bậc cao như vị công tử đó lại hạ mình ngồi trong một căn phòng bình thường. Nếu như chuyện này mà khiến vị công tử đó phật lòng thì mọi chuyện sẽ cực kỳ khôn lường. Lạc Ngữ Hằng vẫn cảm thấy có gì đó rất là kỳ lạ, tuy không nhìn thấy vị công tử đó và cũng không biết hắn là ai nhưng giọng điệu và giọng nói nghe rất quen tai. Dường như cô đã từng nghe thấy nhưng hiện tại lại không nhớ ra được. Ngay khi lạc nữ hằng đang tỏ ra vẻ, ngập ngừng và không biết nên nói gì thì đế nguyên quân đã một lần nữa lên tiếng. Chiếu theo bộ công pháp trước đó thì bộ kiếm pháp này của ta có giá là 200 vạn. Lạc cô nương, người thấy sao? À, à, lạc nữ hằng nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt cô nhìn về phía căn phòng tỏ ra vẻ nghi hoặc, đáp. Nếu bộ kiếm pháp đó đúng như lời công tử thì ta không có ý kiến gì cả. Ồ, người đang nghi ngờ ta sao? Đáp lại, đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ, nói nếu như khi ta đấu giá thành công mà không giao ra được công pháp thì ta sẽ để các ngươi tùy ý các ngươi xử lý chuyện này lạc ngữ hằng giọng nói ngập ngừng vang lên ngồi ở trên cao ba người lạc tuyết dung nghe thấy giọng nói đế nguyên quân thì bất chợt nở một nụ cười ánh mắt cả ba nhìn về phía căn phòng mà trong lòng cảm thấy rất vui mừng tuy họ không biết lý do hắn không đến lạc ra sớm nhưng với tính cách đế nguyên quân thì họ biết hắn đang bận việc gì đó thấy lạc ngữ hằng đang không biết trả lời như thế nào thì đột nhiên thanh âm lạc tuyết dung từ trên cao vọng xuống cứ nghe theo lời vị công tử này đi, cứ tiếp tục đấu giá. Lạc ngữ hằng nhìn về phía lạc tuyết dung thì khẽ cau mày. Cô tuy không thể đứng ra dám đảm nhận chuyện đế nguyên quân nói là sự thật nhưng với hiện tại thì đã có lạc tuyết dung đứng ra nên cô vui mừng gật đầu vì khi có chuyện xảy ra thì người bị trách tội không phải là cô. Vậy được, sau đó, lạc ngữ hằng nhìn xuống phía bên dưới rồi lớn giọng nói tiếp. Giá hiện tại là 200 vạn linh thạch, không biết còn có ai ra giá cao hơn nữa không? Đám đông phía bên dưới nghe thấy vậy thì lâm vào trầm mặc một hồi lâu. Ngoài mặt thì họ mong muốn có được viên đan dược này vì chuyện của bản thân nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Họ không biết người ngồi ở trong căn phòng đó là ai và cũng không biết thân phận thực sự của đế nguyên quân nên không một ai dám đắc tội. Đợi một lúc nhưng không có ai lên tiếng, lạc ngữ hằng ánh mắt có chút trầm xương vì cô không muốn một viên đan dược chân quý như thế này mà chỉ có giá 200 vạn. Nhưng luật ở đây là một khi không còn ai ra giá thì viên đan dược sẽ được trao tận tay cho vị công tử đó. Ngay khi lạc nữ hằng chuẩn bị thông báo thì đột nhiên, một thanh âm từ trên căn phòng thượng hạng vang vọng khiến toàn trường chấn động. Ta không biết thân phận và thế lực của vị công tử phía bên dưới nhưng đây là đấu giá hội nên người nào ra giá cao hơn thì phần thắng thuộc về người đó. Ta ra giá 210 vạn linh thạch, ta không tin người còn có thể tăng giá thêm được nữa. Lời nói nam tử vừa dứt thì phía bên dưới đột nhiên ổn lên. Ánh mắt họ nhìn về phía công tử ở phía trên thì chố mắt đầy kinh ngạc. Họ không thể tin được là một viên huyền cấp cực phẩm đan dược lại có mức giá cao đến như vậy. Ngay sau khi nam tử vừa ra giá thì Đế Nguyên Quân không thèm suy nghĩ gì liền đáp lại: Tăng thêm 20 vạn. Toàn trường nghe thấy vậy thì bất ngờ ồ lên thành tiếng. Họ lúc này có cảm tưởng giống như nguồn linh thạch trên người Đế Nguyên Quân giống như vô cùng vô tận. Trong mắt họ, bất kỳ một thế lực lớn nào có mặt hiện tại đều không có mấy ai dám lấy ra một số lượng linh thạch lớn đến như thế mà không hề đắn đo suy nghĩ. Đây không chỉ là suy nghĩ của những người ngồi ở phía bên dưới nghĩ vậy mà ngay cả những thế lực lớn ngồi ở trên tầng cao nhất cũng thế. Tuy họ có thế lực lớn hậu thuẫn nhưng mỗi lần lấy ra một số lượng linh thạch lớn như thế này đều cần phải suy nghĩ. Ngay khi bầu không khí bắt đầu trầm xuống thì một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng đầy ma mị vang lên. Vị công tử ở phòng bên nói không sai, đây là phòng đấu giá nên ai ra giá cao thì người đó có quyền. Ta ra 230 vạn, ngay khi thanh âm của nữ tử vừa dứt thì những thế lực lớn khác cũng bắt đầu lấy lại dáng vẻ tự tin như ban. Đầu Họ không quan tâm Đế Nguyên Quân là người như thế nào và cũng không quan tâm thế lực ở sau lưng hắn lớn như ra sao nhưng đối với họ thì viên đan dược này rất có giá trị. Họ chỉ cần dùng viên đan dược này liền có thể mời được một vị luyện đan đại sư nào đó ra tay hậu thuẫn, nếu có thể thành công thì giá trị mà nó mang lại còn lớn hơn như thế này gấp nhiều lần. Tiếp tục đẩy giá lên cao, chỉ trong nháy mắt, giá của viên đan dược đã bị đẩy lên gần đến 300 vạn linh thạch nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay khi cảm thấy những người xung quanh càng ngày càng trở nên nặng nề thì đế nguyên quân có thể đoán được là họ không còn nhiều linh thạch nữa thì liền nở một nụ cười lạnh, nói. 300 vạn linh thạch, lời nói vừa ra thì toàn trường ngay lập tức bị rúng động một phen. Ngay cả lạc ngữ hằng cũng không thể ngờ được là viên đan dược này lại có giá lên đến 300 vạn. Đây chính là một con số mà không phải ai cũng có thể đưa ra được. Toàn trường tĩnh nghịch một lúc lâu thì đột nhiên, cửa sổ một căn phòng thượng hạng ở phía đối diện đế nguyên quân mở ra và đứng ở sau cửa sổ một vị lão giả toàn thân phát ra khí thức dược lực nồng đậm và tinh thần lực mạnh mẽ tản mát ra xung quanh khiến ai ai cũng phải giật mình ban đầu họ chỉ nghĩ những thế lực lớn ở trong thành sẽ vì bộ công pháp trước đó mà đến nhưng họ không ngờ được là có một vị huyền cấp luyện đan sư đại danh đỉnh đỉnh đang đứng ở trước mắt họ lão giả nhìn về phía căn phòng đế nguyên quân rồi lên tiếng công tử ta là dương bá hùng trưởng lão của dược vương cốc và là một vị huyền cấp luyện đan sư viên đan dược này đối với ta là rất cần thiết không biết công tử có thể nể mặt nhường lại cho lão được không nếu công tử đồng ý thì ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của công tử đám đông nghe thấy vậy thì nhìn về phía dương bá hùng với ánh mắt kinh ngạc đến mức khó tin bình thường họ có thể gặp qua một vị huyền cấp luyện đan sư ở trong thành nhưng cảnh giới luyện đan sư này cũng có phân cao thấp và vị trưởng lão của dược vương cốc này chính là một người có danh tiếng nhất là một vị luyện đan đại sư đạt huyền cấp đỉnh phong và thiếu một chút nữa liền có thể đột phá địa cấp và chính là viên tinh thần mẫu đan này cũng chính là chìa khóa mà lão cần để đột phá những xiềng xích ở cuối đời này nếu như không có nó thì với tuổi tác hiện tại của lão đã phong bế thiên phú nên muốn đột phá gần như là điều không thể. Ngay khi những người ngồi ở phía bên dưới đều sẽ tin đế nguyên quân sẽ hạ mình trước một vị luyện đan đại sư. Nhưng đó là những gì mà bọn họ suy nghĩ còn đế nguyên quân thì lại khác. Đáp lại, đế nguyên quân đứng dậy, ánh mắt thông qua cửa sổ nhìn về phía Dương Bá Hùng, nói. Chỉ là một vị huyền cấp luyện đan sư thì lấy gì để ta nể mặt? Chưa kể, người còn lấy thanh thế dược vương quốc gia để làm cán cân. Vậy ta hỏi lại, Dược phương cốc lớn lắm sao? Dược phương cốc lớn lắm sao? Lời nói đế nguyên quân vừa dứt liền khiến toàn trường có một phen rúng động. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía phòng đế nguyên quân với ánh mắt vừa khó tin vừa lộ ra vẻ khinh thường và chế giễu. Trong mắt họ, đế nguyên quân là một vị công tử của một siêu cấp thế lực nào đó nhưng đối với vị trưởng lão của dược vương cốc này lại là một người có cấp bậc hoàn toàn khác. Vừa có thực lực và không chỉ có một thế lực lớn chống đỡ. Dược vương cốc tuy chỉ là một tam phẩm tông môn nhưng có mối quan hệ rất rộng và mật thiết với nhiều tông môn, thế lực khác chưa kể người sẵn sàng ra tay vì dược vương cốc nhiều đến mức không thể đếm xuể chính vì thế người ta thường sẽ đắc tội với các tông môn lớn khác chứ không bao giờ kết thù với những tông môn giống như dược vương cốc bọn họ ban đầu còn tưởng đế nguyên quân sẽ nể mặt mà gật đầu đồng ý nhưng mà họ không ngờ được là đế nguyên quân không chỉ từ chối mà thậm chí còn buông lời khinh thường dược vương cốc điều này không chỉ khiến dương bá hùng cảm thấy tức giận mà có rất nhiều người ngồi ở phía bên dưới cảm thấy không được thoải mái tuy là thế nhưng họ không có ai dám lên tiếng thay dương bá hùng mà chỉ có thể nhìn về phía phòng đế nguyên quân tỏ ý không vui bởi vì thân phận đế nguyên quân hiện tại vẫn là dấu hỏi lớn đối với họ ta nể mặt nên mới gọi ngươi là một tiếng công tử dương bá hùng ánh mắt nhìn về phía đế nguyên quân lộ ra vẻ tức giật giọng nói nặng nề vang lên nếu ngươi không muốn nể mặt thì nói với ta một tiếng chứ cần gì phải khinh thường dược vương cốc ta ta không cần biết thân phận của ngươi ghê gớm như thế nào nhưng một khi đã xúc phạm tông môn ta thì tốt nhất phải cho ta một câu trả lời thích đáng nếu không thì đừng trách ta. Đối mặt với sự giận dữ của Dương Bá Hùng, đế nguyên quân vẻ mặt hờ hững không mấy quan tâm, thậm chí hắn còn không nhìn Dương Bá Hùng lấy một cái mà chỉ nhìn về phía lạc ngữ hằng, nói. Nếu như không còn ai ra giá cao hơn thì ngươi có thể thông báo kết thúc được rồi. À, à, lạc ngữ hằng giật mình một cái, ánh mắt cô nhìn về phía những người ngồi ở trên những căn phòng thượng hạng một lượt nhưng không thấy ai lên tiếng tăng giá thì chỉ tay về phía đế nguyên quân và lớn giọng nói nếu như không còn ai ra giá cao hơn thì vật phẩm cuối cùng này thuộc về vị công tử kia. Ngay khi lời lạc ngữ hằng vừa dứt thì đột nhiên, Dương Bá Hùng ánh mắt tức giận nhìn về phía đế nguyên quân rồi lớn tiếng, quát. Khoan đã, ta nghi ngờ tên tiểu tử này không thể lấy ra huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp. Lạc cô nương, chẳng nhẽ ngươi không sợ hắn là một tên không có tiền đồ đến để phá buổi đấu giá, hay cũng có thể là thế lực thù địch với các ngươi đến quấy phá. Chuyện này, lạc ngữ hằng nghe thấy vậy thì đưa mắt về phía đế nguyên quân với ánh mắt ngờ vực, nói đấu giá đã kết thúc rồi không biết công tử khi nào sẽ thanh toán trên người ta không có công pháp nhưng đáp lại đế nguyên quân chỉ nở một nụ cười khinh thường rồi lên tiếng cái này thì tùy ý các ngươi chỉ cần các ngươi mang giấy mực đến đây thì ta lúc nào cũng có thể lấy ra được ha 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 nghe đến đây dương bá hùng đột nhiên cười lớn một tiếng ánh mắt lão ta nhìn hắn giống như đang nhìn một tên hề cùng với nụ cười và giọng nói khinh thường ngươi cho rằng huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp lúc nào cũng có thể lấy ra được hay sao nghe ngươi nói giống như đi mua rau ở ra chợ sau đó lão ta đưa mắt nhìn về phía lạc ngữ hằng nói tiếp lạc cô nương nếu như ngươi không phiền thì có thể mang giấy mực đến cho hắn ta muốn nhìn xem tên tiểu tử này sao lấy ra được bộ kiếm pháp đó bị dương bá hùng buông lời khinh thường đế nguyên quân thậm chí không có chút nào tức giận mà thay vào đó là một nụ cười khinh thường ếch ngồi đáy giếng ngươi dương bá hùng tức giận chỉ tay về phía đế nguyên quân lớn tiếng quát ta muốn nhìn xem lát nữa ngươi còn mạnh miệng được nữa hay không ngồi đợi ở trong phòng một lúc thì đế nguyên quân bất chợt nghe thấy một tiếng bước chân đang bước lại gần và thanh âm cánh cửa mở ra đế nguyên quân ngoái đầu nhìn lại thì thấy một nữ đệ tử mang theo một cái khai đựng hai vật phẩm mà hắn đã đấu giá được đi vào và nói công tử đồ đã được mang đến được rồi đế nguyên quân quay người ánh mắt hắn liếc nhìn viên tinh thạch và tinh thần mẫu đan một cái rồi vung tay thu vào trong nhẫn chữ vật sau đó hắn đưa tay dùng bút viết một mạch hết toàn bộ bộ kiếm pháp sau đó hắn đặt sấp giấy lên khay và lấy ra một nhẫn chữ vật với hơn 100 vạn linh thạch, nói. Người mang ra ngoài kiểm định đi, nữ đệ tử thấy vậy thì kính cẩn cúi đầu một cái rồi mang theo sắp giấy đi ra bên ngoài và đưa cho lạc ngữ hằng kiểm định. Nhìn lạc ngữ hằng lật những trang giấy chi chít chữ liên tục. Cùng với sắc mặt vô cùng nặng nề thì đám người phía bên dưới thấy thế thì ai cũng tin rằng đế nguyên quân không thể đưa ra được thì bắt đầu cười ồ lên. Dương Bá Hùng nghe thấy tiếng cười và những lời khinh thường từ bên dưới vọng lên thì trong lòng bất giác nở một nụ cười. Ánh mắt lão ta nhìn về phía căn phòng đế nguyên quân, lên tiếng. Thấy chưa, ta đã nói rồi mà, tên tiểu tử này chỉ đang phá buổi đấu giá này mà thôi. Nếu như hắn không thể trả được thì tinh thần mẫu đan sẽ thuộc về Dương Bá Hùng ta. Ha ha ha, không để Dương Bá Hùng đắc ý được bao lâu, lạc ngữ hằng sau khi xem hết toàn bộ thì kinh hãi thốt ra một tiếng. Đây chính xác là huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp. Cái gì, Dương Bá Hùng nghe thấy vậy thì không thể tin được, ánh mắt lão nhìn về phía lạc ngữ hằng giống như muốn tra hỏi lạc cô nương người đừng đùa ta chứ mới giây đó sao có thể là huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp nếu nói như ngươi thì đâu đâu cũng là huyền cấp thượng phẩm công pháp dương trưởng lão ánh mắt lạc nữ hàng nhìn lão đột nhiên trầm xuống giọng nói cô giống như trách móc vang lên chuyện này chẳng nhẽ ta nói đùa nếu dương trưởng lão không tin thì có thể xuống đây để kiểm tra nếu như kiểm tra là đúng thì ta cần nghe được một lời giải thích từ trưởng lão hừ dương bá hùng nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng Tuy lão vẫn cảm thấy không thể tin được nhưng cũng không thể ra mặt thêm một lần nữa. Mặt mũi của lão ta bây giờ đã bị đế nguyên quân bôi cho chát chấu lên mặt cả rồi. Thẹn quá hóa giận, ánh mắt lão ta nhìn về phía căn phòng đế nguyên quân mà không thèm giấu đi sát ý của mình. Tên tiểu tử ngông cuồng đáng chất, tinh thần mẫu đàn ta sẽ để ngươi giữ một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta muốn nhìn dáng vẻ ngươi quỳ xuống cầu xin xem thử ngươi còn ngông cuồng được nữa hay không. Hay là ngoan ngoãn vẩy đuổi giống như một con sủng vật ngay sau khi lấy được đan dược và tinh thạch vào trong tay đế nguyên quân không còn việc gì ở trong lạc dương các nữa nên nhanh chóng rời khỏi và quay trở về phòng ngay khi hắn vừa ra khỏi lạc dương các thì đột nhiên cảm nhận được có ba người đang âm thầm đi theo và thậm chí chúng cũng chẳng thèm che giấu sát ý của mình đế nguyên quân hòa mình vào đám đông rồi sau đó đi vào một con hẻm tối vắng bóng người ngay khi cả ba tên đuổi theo vào trong hẻm tối đó thì chúng không còn nhìn thấy đế nguyên quân ở đâu nữa thậm chí là chúng còn không cảm nhận được khí tức của hắn ở gần đây một tên hắc y nhân liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không phát hiện gì thì lên tiếng. Tên kia đâu rồi? Cả ba người cảnh giác nhìn xung quanh nhưng trước mắt họ vẫn là một màn đêm tối và bầu không khí u ám không một tiếng động. Ngay khi chúng từ bỏ tìm ở trong này thì đột nhiên, một thanh âm từ sau lưng họ truyền lại khiến cả ba phải giật mình. "Các ngươi tìm ta?" Nhanh chóng nhảy lùi ra xa, cả ba người căng mắt nhìn về phía màn đêm nơi phát ra thanh âm đó thì nhìn thấy một bóng đen đang từ từ đi ra và đứng trước mặt họ. Chỉ mũi kiếm về phía đế nguyên quân sắc mặt của chúng lúc này trông cực kỳ khó coi và thậm chí là xen lẫn sự sợ hãi ở trong đó vừa rồi họ rõ ràng đã tìm kiếm xung quanh rất kỹ nhưng vẫn không thể phát hiện ra hắn thậm chí khi mà đế nguyên quân xuất hiện ở sau lưng thì họ thậm chí còn không hề hay biết nếu như đế nguyên quân vừa rồi không lên tiếng và âm thầm ra tay thì tính mạng của cả ba người lúc này cũng đã không còn đối mặt với một người đáng sợ như vậy khiến trong lòng họ cảm thấy bất an vô cùng Tuy bản thân vẫn phải chấp hành mệnh lệnh của chủ tử nhưng cái cảm giác tử vong đang đứng ở trước mắt khiến họ vô tình bị chùn bước. Họ lúc này chỉ muốn bỏ chạy nhưng nhìn cặp mắt đỏ rực với lượng sát ý nồng nặc bao trùm lấy cơ thể khiến họ cảm thấy một ngạt và lạnh lẽo vô cùng. Nhìn cả ba bị dọa cho đến, mức không dám lên tiếng thì đế nguyên quân lúc này mới từ từ tiến lại gần, nói. Chỉ phái đến ba tên ngưng hải cảnh tầng 4, chủ tử các ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Lời nói vừa dứt, thân ảnh đế nguyên quân đột nhiên nháy lên một cái rồi thân hình đột nhiên trở nên mờ ảo khiến cả ba người giật mình sợ hãi một cái. Tốc độ đế nguyên quân vừa rồi nhanh đến mức mà cả ba người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh đang dần biến mất mất ở trước mặt. Thình linh một cái, cả ba người bất chợt có cảm giác lạnh gáy đến giận người từ sau lưng truyền lại. Ngay khi vừa ngoái đầu nhìn lại thì nhìn thấy đế nguyên quân đang nở một nụ cười kỳ dị cùng với hai bàn tay đưa ra bóp chặt cổ hai tên, sau đó cười lạnh một tiếng. Các ngươi chỉ có chút thực lực này thôi sao, mạnh tay bóp chất hai tên hắc y nhân ánh mắt đế nguyên quân nhìn về phía tên còn lại đang sợ hãi đang run lên bần bật ánh mắt hắn nhìn đế nguyên quân giống như vừa nhìn thấy ma quỷ đứng ở trước mặt mà không thể di chuyển được nhìn đế nguyên quân bước lại gần hắc y nhân sợ hãi ngã ngửa ra sau rồi nhanh chóng quay người định bỏ chạy ngay khi hắn chuẩn bị chạy ra khỏi con hẻm và hòa mình vào trong đám người để bỏ trốn nhận thấy đế nguyên quân không đuổi theo tên hắc y nhân vẻ mặt trắng bệch sợ hãi nở một nụ cười thì đột nhiên hắn cảm nhận giữa ngực có cảm giác đau nhói ấm nóng Cuối đầu nhìn xuống, tên hắc y nhân nhìn thấy trên ngực là một lỗ huyết đang không ngừng chảy xuống. Quay đầu nhìn về phía con hẻm, hắc y nhân nhìn thấy thân ảnh đế nguyên quân mờ nhạt ở trong tối đang nhìn hắn cùng với nụ cười quỷ dị ở trên gương mặt thì nhanh chóng gục xuống và mất đi sinh cơ. Ma, ma quỷ, cùng lúc đó, ở bên phía Lạc Dương Các, ba người lạc tuyết sung trên đường từ Lạc Dương Các quay trở về Lạc Gia. Ngay khi họ vừa bước ra khỏi Lạc Dương Các liền cảm nhận thấy có gì đó không đúng, bầu không khí trong đêm dường như có thứ gì đó mở ảo và một bầu không khí nặng nề. Cùng với đó là một cảm giác dường như có ai đó đang đi theo sau lưng họ. Tản mát tinh thần lực của mình ra ngoài, sắc mặt Lạc Tuyết Dung bất chợt lộ ra vẻ cực kỳ khó coi. Nhìn thấy biểu cảm của cô có gì đó khác lạ, Lâm Tuyết Nhi quay qua hỏi. Có chuyện gì sao? Ban đầu, Lạc Tuyết Dung nhìn xung quanh thì thấy những người đang đi ở ngoài đường trông rất là bình thường và không có gì đáng nghi. Nhưng trong khoảnh khắc vừa tản mát tinh thần lực ra ngoài, Lạc Tuyết Dung cảm nhận những người xung quanh đang nhìn chằm chằm về phía cô với một ánh mắt kỳ dị và càng kỳ lạ hơn là vừa rồi cô còn thấy cả ba người đang đứng trước lạc dương các nhưng hiện tại thì bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ nào đó với xung quanh là một khoảng không đầy bóng tối tất cả mọi thứ ở trước mắt cô lúc này đã bị kéo rộng ra gấp nhiều lần khiến vị trí của cả ba người càng thêm nhỏ bé cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra lạc tuyết dung bước chân dừng lại ánh mắt cô nhìn qua xung quanh rồi lên tiếng cẩn thận một chút đây là huyến cảnh lời nói vừa dứt cả ba người đột nhiên nghe thấy từng tiếng bước chân từ trong màn đêm đang dần tiến lại gần và ngày càng rõ rệt thinh linh, trong mắt cả ba người đồng thời nhìn thấy một đạo ánh sáng đột nhiên lóe lên và đang đánh về phía họ. Lâm Tuyết Nhi mạnh tay kéo hai người, vừa cúi xuống thì đạo kiếm chiêu vừa bay lướt qua trên đầu. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy năm tên hắc y nhân với cảnh giới ngưng hải cảnh cao tầng đánh tới. Nhìn lưới kiếm ở trong tay chúng lóe lên, cả ba người nhanh chóng nhảy lùi ra xa và liên tiếp tránh qua những công kích của chúng. Bị bao vây từ phía, cả ba người đứng dựa lưng vào nhau và đồng thời rút kiếm. Ánh mắt kiên định nhìn liếc qua 20 tên hắc y nhân không một chút sợ hãi. Tuy số lượng kẻ địch đông hơn và cảnh giới cao hơn ba người nhưng trong ánh mắt họ lại hiện lên vẻ tự tin và sát ý ngút trời bộc phát ra ngoài. Lại là đám hắc y nhân này, Lạc Tuyết dung sắc mặt trầm xuống, nói: "Thanh Lan thành từ bao giờ lại để bọn chúng lộng hành như thế này?" Sau đó, cô liếc mắt nhìn hai người, tiếp tục nói: "Không cần liều mạng với chúng, ta chỉ cần phá được trận nhãn là mọi chuyện xem như xong." Đáp lại, cả hai người gật đầu sau đó xông thẳng về phía đám hắc y nhân. Lưỡi kiếm ở trong tay ba người đột nhiên lóe lên rồi đánh ra ba đạo kiếm khí sắc bén về phía đám hắc y nhân. Cảm nhận sát ý rợn người cùng kiếm khí sắc bén đánh tới, đám hắc y nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về phía ba người rồi nhanh chóng nhảy qua hai bên để tránh né và sau đó dương lên vũ khí xông lên. Nhìn năm tên đang lao đến, Lâm Tuyết Nhi hai mắt chừng lần một cái đánh ra một lượng sát ý kinh khủng. Tay phải cô nắm chặt chuôi kiếm rồi dẫm mạnh hai chân nhảy lên cao, sau đó cô đạp không lao thẳng xuống phía bên dưới và đồng thời vung kiếm đánh bay cả năm tên. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Tuyết Nhi không để bọn chúng kịp phản ứng lại liền xông lên. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay cô như hóa thành từng đạo kiếm quang sáng chói đang đánh ra giữa trong đêm tối trông vừa đẹp mắt và hoa lệ, nhưng những đạo kiếm quang đó lại mang đến một lượng sát cơ vô cùng to lớn. Liên tiếp đánh ra 30 chiêu, Lâm Tuyết Nhi hít vào một hơi thật sâu rồi dẫm mạnh chân lao lên với một tốc độ nhanh đến cực hạn. Lướt qua người cả năm tên, Lâm Tuyết Nhi nhanh tay vùng kiếm khiến chúng không kịp trở tay và bị lưới kiếm đánh chúng rồi ngã xuống đất và mất đi sinh cơ. Bên phía hai người còn lại, Lâm Tuyết Nhi cùng Lạc Tuyết Dung cũng đã giải quyết xong những tên còn lại nhưng dáng vẻ của cả ba người vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Một lần nữa, họ lại cảm nhận được là đang có không ít người đang dần tiến về phía ba người với một số lượng còn đông hơn trước nhiều lần. Nhưng cái cảm giác này nó lại hư hư thực thực khiến họ không thể hiểu nổi. Tuy đã rất chất 20 tên hắc y nhân nhưng lại không phát hiện được trận nhãn. Càng kỳ lạ hơn là thi thể của bọn chúng lại thình lình biến mất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhận thấy chuyện càng ngày càng không đúng, Lạc Tuyết Dung tản mát tinh thần lực của bản thân ra một vùng rộng lớn xung quanh và bao phủ cả đám hắc y nhân đang từ từ tiến đến thì kinh hô một tiếng. Bọn chúng không phải là thực, đây chỉ là huyễn cảnh tạo ra mà thôi. Nhưng công kích của bọn chúng lại là thật, không ngờ người đến rất ta lại là một trận pháp đại sư. Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt cô khó hiểu nhìn về phía Lạc Tuyết Dung như muốn nói gì nhưng lại thôi, nếu bị mắc kẹt ở đây thì ta chắc chắn sẽ chất, hoặc đáng sợ hơn là chúng không phải đến giết ta mà muốn ta trở nên điên dại. Nếu như những gì ta nghĩ là đúng thì phải tìm mọi cách để thoát ra ngoài. Hứa Tiểu Kiều đứng bên cạnh gần đầu, ánh mắt cô nhìn về phía đám hắc y nhân đang dần tiến lại gần, nói. Ta cũng nghĩ giống như thế. Khả năng người đứng ở sau lưng không dám đắc tội với lạc gia mà chỉ muốn khiến Lạc Tuyết Dung không thể tham gia khảo hạch luyện đan sư vào ngày mai. Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì sắc mặt trông càng thêm khó coi. Bởi vì lần khảo hạch luyện đan sư lần này chính là một chuyện cực kỳ quan trọng đối với cô và cả Lạc Gia nên chuyện này không thể dừng lại ở đây được. Suy nghĩ thấu đáo một lúc, Lạc Tuyết Dung vẻ mặt nặng nề lên tiếng. Chỉ cần ta kiên trì đến lúc trận nhẫn thì tên thi triển trận pháp cản kiệt chân nguyên thì ta có thể thoát ra ngoài được. Gần một canh giờ sau, cả ba người cật lực chống đỡ và đánh rớt, số lượng hắc y nhân bị họ đánh rớt cũng đã vượt qua trăm tên nhưng bọn chúng cứ giống như những đợt sóng liên tục ập đến không ngừng. Mỗi khi họ rất chất được đám hắc y nhân thì bọn Chúng sẽ một lần nữa xuất hiện với số lượng đông hơn trước. Dần dần, chân nguyên và sức lực của ba người đều không còn lại bao nhiêu, trên gương mặt họ dần lộ rõ sự mệt mỏi và không thể chịu đựng thêm được nữa nhưng họ vẫn phải chống đỡ đến giây phút cuối cùng. Bị 100 tên hắc y nhân vây kín nhưng ánh mắt ba người vẫn giữ được sự kiên định của mình dù cho bản thân không thể chống đỡ được nữa. Tuy bản thân đã suy yếu rất nhiều nhưng mỗi một tên hắc y nhân lao đến đều bị cả ba người tiêu diệt. Và dần dần, cả ba người đã rớt được hơn phân nửa nhưng bọn chúng cứ xông đến giống như những con rối không có cảm xúc. Bị ép đến cực hạn, cả ba người cắn chặt răng chịu đựng và mong đợi trận pháp này sớm sụp đổ. Trên người dần hiện lên những miệng vết thương và huyết dịch đang không ngừng chảy ra. Cái cảm giác đau đớn và cùng cực này lại càng khiến ý chí của cả ba người càng thêm bền chắc. Tuy bản thân không còn sức chống trả nhưng ý chí của ba người vẫn hiện lên ở trong ánh mắt. Chống đỡ được thêm một lúc, cả ba người lúc này đã sức cùng lực kiệt. Ngay cả thanh kiếm cũng không còn nắm chặt được nữa, toàn thân truyền đến những cơn đau nhói kéo dài. Tuy đã rớt chân được hết trăm tên hắc y nhân và tưởng chừng bản thân sẽ có thể thoát được ra ngoài nhưng ở xung quanh dần truyền đến những tiếng bước chân khiến cả ba người dần bừng tỉnh. Tuy hai mắt đã không còn nhìn thấy rõ nhưng vẫn có thể thấy những bóng người đang dần tiến lại gần. Quá mệt mỏi và đau đớn, cả ba người trong vô thức nhìn thấy một đạo thân ảnh mờ ảo nhưng rất quen thuộc đang đứng chắn ở trước mặt. Nhìn thấy Nguyên Quân đứng trước mặt, cả ba người lúc này mới có thể nở được một nụ cười vui mừng nhưng đó có thật là hắn hay là họ trong cơn mệt mỏi nhìn thấy ảo ảnh từ trong tâm trí. Nhìn đoàn người áo đen đi đến, thân ảnh đế nguyên quân trước mặt họ lúc này đang càng trở nên mờ ảo và dần dần biến mất. Trước mắt họ lúc này là hơn 100 tên hắc y nhân tay cầm kiếm đang từng bước đi về phía họ. Cả ba người chỉ thấy chúng dương kiếm lên cao rồi mạnh tay chấm xuống. Trong vô thức, lúc này cả ba người đã nhìn thấy trước mắt mình không còn hắc y nhân nữa mà đó là một con đường mờ ảo dưới chân và xung quanh là màn đêm dài vô cùng vô tận. Và ở cuối con đường đó, họ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở trên một con đò đang vẫy tay kêu gọi càng bước đi trên con đường đó cả ba người mới cảm nhận được sự quỷ dị ở xung quanh và dần cảm nhận được con đường chính là nơi mà con người lúc chất sẽ phải đi qua và con đò đó chính là thứ sẽ dẫn ba người rời đi khỏi hồng trần và đi đến cánh cửa luân hồi bị ngàn vạn cánh tay ma quỷ kéo về phía con đò cả ba người lúc này mới từ trong vô thức tỉnh dậy đối mặt với thực tại cả ba người ngẩng đầu nhìn những lưới kiếm đánh xuống nhưng nhìn chúng lại trở nên chậm chạp vô cùng ngay cả bản thân họ cũng giống như thế duy chỉ có hai mắt vẫn có thể cử động và nhìn thấy được đây không phải là vì mọi thứ xung quanh chậm lại mà ánh mắt của họ lúc này nhìn mọi thứ nhanh hơn trước gấp nhiều lần không muốn chất ở một nơi như thế này ánh mắt cả ba người lúc này chảy xuống hai hàng nước mắt từ trong đáy lòng họ vẫn muốn bản thân mình được sống tiếp và làm những việc mà bản thân chưa từng làm được đối với hứa tiểu kiều cô vừa mới được gặp lại cha mẹ suốt mấy chục năm xa cách cô vẫn còn muốn làm rất nhiều chuyện cô muốn được sống trong niềm vui gia đình đoàn tụ được sống trong sự bao bọc của cha mẹ và nhìn thấy họ hạnh phúc. Cô muốn bản thân trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ được gia đình mình, bảo vệ được nụ cười phúc hậu của mẹ và muốn báo thù kẻ đã hủy diệt hứa ra, đẩy mẹ cô vào nghịch cảnh. Đối với Lạc Tuyết Dung thì khác, cô được sống ở trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, được cha mẹ và gia tộc bảo ban tất cả mọi thứ. Cô còn muốn bản thân gặt hái được nhiều thứ hơn nữa, muốn bản thân trở nên cường đại, muốn mang Lạc gia đi lên và muốn tìm được một lang quân như ý có thể chung sống đến đầu bạc Giang Long. Còn Lâm Tuyết Nhi, bản thân cô từ nhỏ đến lớn đã gặp phải rất nhiều chuyện chắc trở. Cha mẹ thì bị chính người trong gia tộc hại chất còn bản thân thì bị người khác hủy đi dung mạo và bị ruồng bỏ. Một người có nhà nhưng không được ở, một phần cha mẹ có nhưng không được cúng bái. Cô trong ánh mắt của những kẻ độc ác ở trong gia tộc cũng chỉ là một thứ công cụ của họ. Nhưng tất cả mọi thứ mà họ được như hiện tại chính là gặp được người đã khiến họ thay đổi. Họ gặp được một người quan trọng đã thay đổi tất cả mọi thứ, một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ họ một người vì họ mà không màng đến bản thân đối địch với biết bao nhiêu kẻ địch nếu như không có hắn thì cả ba người đều sẽ không được như hiện tại những gì mà hắn đã làm với họ là quá lớn nhưng họ vẫn chưa thể báo đáp lại được họ vẫn muốn sống vẫn muốn được sánh bước cùng hắn đi trên con đường đầy trông gai và thử thách họ vẫn muốn được gặp lại hắn được gặp lại người đã khiến họ thay đổi từ tận trong đáy lòng ý chí được sống của cả ba người cháy bỏng giữa một màn đêm đen tối một nơi u ám và đáng sợ cả ba người cắn chặt răng họ hít vào một hơi thật sâu rồi dốc hết chút sức còn lại thốt ra ba chữ. Đế nguyên quân, nhưng đáp lại họ chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ, họ chỉ nghe thấy và nhìn thấy lưỡi kiếm trong tay đám hắc y nhân đánh xuống. Tất cả mọi thứ ở trước mắt họ lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, trước mắt họ chính là một màn đen tối bao trùm tất cả mọi thứ. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, cả ba người đồng thời nhắm mắt chờ đợi cái chất đang đến dần. Nhưng họ chờ đợi một lúc nhưng vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, khi họ dương mắt nhìn xung quanh thì giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhìn ra xa cả ba người nhìn thấy toàn bộ khu vực đều đang dần hiện lên những vết nứt lớn và chưa dừng lại ở đó họ dần cảm nhận được những khí thức từ bên ngoài thông qua những vết nứt đó và thinh linh một thanh âm sụp đổ vang lên khiến cả ba người giật mình tỉnh dậy khi đó họ đưa tay kiểm tra thì thấy những vết thương lúc trước đã tiêu biến hết toàn bộ đúng hơn là những chuyện vừa rồi giống như chưa từng xảy ra càng kỳ lạ hơn là cả ba người để ý xung quanh thì thấy ánh mắt của những người đi qua đều nhìn họ với ánh mắt khó hiểu thậm chí còn chỉ tay về phía họ rồi cười thấm và bàn tán ở sau lưng. Chuyện này là sao? Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt lo ngại nhìn hai người thốt ra. Lạc Tuyết dùng sắc mặt xịn xuống, trên gương mặt lộ ra vẻ suy nghĩ, đáp. Có lẽ ta bị một tên nào đó đã dùng huyễn thuật khiến tâm trí ta bị kéo vào trong đó. Mục đích của chúng rõ ràng là không muốn giết ta mà là muốn dùng huyễn cảnh để phá nát tâm của ta và đáng sợ hơn là khiến ta trở nên điên dại nếu như không kịp thời phá giải. Nếu đúng là như thế thì tên thi triển huyễn thuật đó hết chân nguyên hay là có người đã âm thầm ra tay cứu. Hứa tiểu kiều liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy có chuyện gì bất thường nên lên tiếng. Không có chuyện trùng hợp như thế được, hắn ta còn một bước cuối cùng nữa là đã thành công nên chắc chắn không phải do hắn hết chân nguyên. Lâm Tuyết Nhi thở dài một hơi rồi lắc đầu, đáp. Ta tin chắc người đã ra tay là hắn, là chủ nhân sao, hứa tiểu kiều vẻ mặt đầy nghi hoặc, đáp. Nhưng ta không hề cảm nhận được khí thức nào là của chủ nhân cả hai người nghe thấy vậy thì lắc đầu thở dài một hơi lâm tuyết nhi ánh mắt có chút buồn tủi đáp ta không rõ vì sao hắn không đến lạc gia nhưng ta chắc chắn người cứu ta chính là hắn ta cũng nghĩ là như thế nhưng chuyện này ta gặp hắn rồi nói sau lạc tuyết dung gật đầu gương mặt lộ ra vẻ lo lắng nói chuyện cấp bách bây giờ là ta phải quay về lạc gia càng sớm càng tốt ta không biết bọn chúng sẽ còn làm ra chuyện gì nữa thêm nữa ta vừa rồi chúng nguyễn thuật nên tinh thần lực và nguyên thần cũng bị ảnh hưởng không nhỏ nếu không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến sau này nữa. Đứng ở trên mái nhà nhìn xuống, đế nguyên quân nhìn theo bóng lưng ba người đi về phía lạc gia rồi quay qua nhìn ra xa thì trông thấy những tên hắc y nhân đang âm thầm nhảy qua những căn nhà cao ở và chúng chia nhau ra thành nhiều nhóm di chuyển khắp nơi. Và trong đó có hai nhóm đang di chuyển nhanh về phía lạc gia và về phía ba người với số lượng hơn 20 người. Càng kỳ lạ hơn là đám hắc y nhân này lại tùy tiện hành động trước mắt của rất nhiều người mà không hề lo ngại một chút gì cả. Giống như có một thế lực lớn nào ở trong thành muốn đối phó với những gia tộc và các thiên kiêu chuẩn bị cho ngày khảo hạch luyện đan ngày mai. Cảm thấy quá kỳ lạ, Đế Nguyên Quân lấy bộ đồ của tên Hắc Y nhân mặc vào rồi âm thầm nhập bọn với bọn chúng. Nhưng dọc đường đi thì đám người này lại không hề lên tiếng, thậm chí chúng cũng chẳng để ý mọi thứ xung quanh mà chăm chăm đi về phía trước giống như những con rối đang thực hiện nhiệm vụ trong vô thức. Đứng trên mái nhà Lạc Gia nhìn xuống, Đế Nguyên Quân thấy ba người họ đã về đến Lạc Gia an toàn thì trong lòng cảm thấy nhẹ hơn hẳn. Tuy ban nãy hắn đã âm thầm rớt chất tên sử dụng huyễn thuật nhưng vẫn đến hơi muộn một chút. Khi hắn vừa đến thì ba người họ đã lâm vào tình trạng không được tốt cho lắm, nhưng may mắn là ý chí và sự kiên định đã vực dậy từ trong cửa tử. Nhìn đám đệ tử và các vị trưởng lão lạc gia đứng vây kín xung quanh căn phòng của cả ba người. Đế Nguyên Quân cảm nhận khí thức của những người đó rồi lắc đầu và thở dài một hơi. Tuy lạc gia rất có thế lực, nhưng bảo vệ kiểu như thế này thì chẳng khác gì báo cho bọn hắc y nhân biết. Liếc mắt nhìn ra xa, Đế Nguyên Quân thấy hai nhóm hắc y nhân khoảng chừng 40 người đang âm thầm trốn sau mái nhà và quan sát cẩn thận xuống phía bên dưới. Toàn bộ ánh mắt bọn chúng đều chăm chăm nhìn về phía căn phòng của cả ba người, nhưng chúng không hấp tấp tấn công mà đứng đợi ở đó một hồi lâu và từ từ áp sát lại gần. Trên căn phòng của ba người đang tỉnh dưỡng, Đế Nguyên Quân thấy một tên hắc y nhân đang nhẹ tay gỡ ra một vết ngói rồi lấy ra một cái ống màu xanh nhạt và định thổi độc xuống dưới, đúng lúc này đế nguyên quân lấy một mảnh ngói ném về phía tên hắc y nhân khiến hắn bị giật mình một cái rồi trong lúc bất cần ngã nhào đất thì đám người lạc gia mới ý thức được chuyện bản thân bảo vệ lỏng lẻo như thế nào ngay cả một tên ngưng hải cảnh cũng có thể qua mặt được tất cả ngay khi hành động bị bại lộ đám hắc y nhân trốn ở trên mái nhà cũng không chịu yên phận nữa mà đồng loạt xông lên tuy cảnh giới của chúng chỉ là ngưng hải cảnh nhưng đối mặt với các vị trưởng lão thiên địa cảnh của lạc gia mà không có một chút sợ hãi nào cả chúng giống như con thiêu thân đâm đầu về phía căn phòng mà không màng đến những người xung quanh. Tuy dồn tất cả về phía mục tiêu là tốt nhưng đám người này lại quá khinh thường sự cảnh giác của thiên địa cảnh cường giả. Ngay khi chúng vừa từ trên mái nhà nhảy xuống thì những vị trưởng lão cũng đã đồng loạt ra tay. Chỉ thấy họ vung tay đánh ra từng đạo trưởng ấn đánh về phía đám hắc y nhân khiến chúng bị tổn thất thảm trọng. Hơn 40 người xông lên nhưng bị tiêu diệt hơn phân nửa chỉ trong nháy mắt. Còn những tên may mắn trốn thoát được thì đều bị đám đệ tử lạc ra bao vây và bị rớt chất chỉ trong nháy mắt ngay sau khi đối mặt với chuyện vừa rồi đám trưởng lão đã âm thầm dẫn ba người đi theo lối mòn với hai bên là những cây trúc cao che kín cả một vùng đi vào trong một căn phòng cũ giống như nhà kho nhìn thấy cục lạc gia hiện tại ánh mắt đế nguyên quân nhìn về phía căn nhà kho đó thì khẽ cau mày bởi vì khi cả ba người đi vào trong đó thì khí thức của họ cũng đã biết mất giống như ở bên trong được bố trí một trận pháp giúp ẩn giấu khí thức nhưng đế nguyên quân có thể chắc chắn là ở trong phòng đó không hề có trận pháp suy nghĩ một lúc đế nguyên quân lúc này mới chợt nở một nụ cười nhẹ thì ra là thế tưởng chừng lạc gia chỉ có tiếng nhưng không ngờ lại có một bước đi như thế này vừa dùng ba người họ làm con mồi để dẫn dụ kẻ đứng ở sau lưng nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không suốt đầu lộ diện dùng người vây quanh căn phòng của ba người để đánh rắn động cỏ chuyện này cũng qua trúng hợp rồi cha mẹ lạc tuyết dung cùng cha mẹ hứa tiểu kiều trong thời gian này đều không thấy đâu còn trong căn phòng kia thì nếu ta đoán không nhầm thì khả năng trong căn phòng đó có một mật đạo nào đó hoặc có thứ gì còn tốt hơn cả thế mà thôi đây là chuyện của lạc gia nên ta cần gì phải suy nghĩ thấy ba người họ an toàn là được rồi còn bây giờ thì đế nguyên quân quay người thân ảnh hắn đột nhiên lóe lên một cái liền tiêu biến mất trong không trung sau đó đế nguyên quân đuổi theo một nhóm hắc y nhân đang từ những nơi khác rời đi nhìn hai đám hắc y nhân di chuyển ngược hướng với nhau đế nguyên quân trong đầu thầm nghĩ và cảm thấy có gì đó không đúng liền đi theo những tên hắc y nhân đi theo hướng ngược lại ngay sau khi hòa nhập với những tên hắc y nhân, đế nguyên quân đưa mắt nhìn ra xa thì thấy một cánh cửa lớn hiện lên trước mắt với ba chữ hồng tôn gia. Hồng tôn thế gia tuy không phải là một siêu cấp thế lực ở trong thành mà chỉ sánh ngang với lạc gia. Nhưng nhìn vào quy mô gia tộc, đệ tử và những cổ khí thức ẩn giấu ở bên trong thì khẽ cau mày. Nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ thấy Hồng Tôn gia chỉ là một gia tộc nổi trội nhưng dựa vào những gì Đế Nguyên Quân cảm nhận được thì thế lực của gia tộc này sớm đã vượt qua Lạc gia và có thể sánh được với những siêu cấp thế gia ở trong thành đi theo đám hắc y nhân vào bên trong đại sảnh, đế nguyên quân ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy một nam tử khoảng chừng 23, 24 tuổi đang ngồi ở trên cao và những người đứng ở sau lưng hắn ta là những vị lão giả cùng với một vị trung niên nhân. Cảm nhận khí thức của những người đó có điểm nào đó tương đồng, đế nguyên quân liền đoán ra được họ chính là gia chủ và các vị trưởng lão của hồng tôn gia tộc. Còn thanh niên đang ngồi trên ghế gia chủ là một người có khí thức rất là khác lạ. Ngoài ra, từ trên người hắn ta còn phát ra một cổ dược lực tương đối mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân liền biết tên này chính là kẻ đã đứng sau tất cả mọi chuyện nhưng hắn cũng không có lý do gì để vạch trần hắn ta ra cả. Mà trái lại, hắn cảm thấy tò mò về thân phận của người thanh niên này, một người âm thầm ra tay với các đại gia tộc, các thế lực lớn nhưng thành chủ mắt nhắm mắt mở cho qua. Đế Nguyên Quân cũng tò mò, tên này lại âm mưu ra tay với các thiên kiêu của các thế lực lớn nhưng tất cả đều nhắm đến những người tham gia khảo hạch luyện đan ngày mai và càng kỳ lạ hơn là đối với những người khác thì hắn ta lại ra tay rất chất còn riêng với Lạc Viết Dung thì khác. Nếu như hắn ta đã có ý định rất lạc tuyết dung thì ban nãy đã có cơ hội nhưng hắn ta chỉ dùng huyễn thuật để ngăn cản. Và nếu như đế nguyên quân lúc đó không đến kịp thời thì Lâm Tuyết Nhi cùng hứa Tiểu Kiều đã lâm vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đây, đế nguyên quân sắc mặt đột nhiên trở nên trầm xuống và trong ánh mắt hắn bất chợt hiện lên một tia sát ý. Hừm, đột nhiên, tên nam tử kia thình lình đứng dậy rồi chỉ thẳng tay về phía đế nguyên quân rồi nở một nụ cười lạnh nói. Tên kia, ngươi dám nổi sát ý trước mặt ta, nghe thấy vậy, đế nguyên quân đột nhiên giật mình một cái, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nam tử kia, đế nguyên quân không ngờ được là. Bản thân đã che giấu sát ý rất kỹ và không để nó bùng phát ra ngoài nhưng hắn ta lại có thể phát hiện. Điều này càng khiến hắn cảm thấy khó tin và cảm thấy cực kỳ lo lắng. Tên kia, ngươi dám nổi sát ý trước mặt ta, tên nam tử từ từ đứng dậy, hắn bước từng bước đi về phía đế nguyên quân và dùng ánh mắt cao cao tại thượng, đầy sự khinh thường nhìn xuống. Một tên tiểu tốt nhỏ bé mà dám dương mắt nhìn ta với ánh mắt sát ý đó. Người đây là muốn tìm con đường chất nhìn dáng vẻ hùng hồ cùng giọng nói đầy sự khinh thường đó, tuy hắn ta không bộc phát ra uy áp của mình nhưng đế nguyên quân lại hiểu rất rõ ý định của hắn ta. một tên công tử đến từ thế gia, thế lực lớn nào đó với âm mưu hèn hạ. đế nguyên quân liếc mắt nhìn qua những tên hắc y nhân không có bất cứ phản ứng nào cả thì phần nào đoán được những người này chắc là thuộc một đội quân tinh nhuệ của hồng tôn thế gia. nghĩ đến đây, ánh mắt đế nguyên quân đột nhiên trầm xuống đáp. dựa vào thân phận thấp kém của ta thì sao dám nhìn công tử bằng ánh đó? Chỉ vì ta nhìn thấy những người đi cùng bị rớt chất nên trong lòng hiện lên sự tức giận mà thôi. Ồ, ý ngươi là ta nói sai hay sao? Tên nam tử ánh mắt hiện lên sự tức giận, lạnh giọng nói. Tiểu nhân không dám, đế nguyên quân dáng vẻ hiên ngang đáp lại. Ta chỉ nói đúng những gì suy nghĩ ở trong lòng, mong công tử minh dám. Hừ, tên nam tử hừ lạnh rồi phất tay tỏ vẻ tức giận một cái, sau đó quay người đi về phía ghế ngồi, nói. Tên thấp kém ngươi thật sự có cốt cách, bản thiếu gia không chấp nhặt với ngươi. Nhưng, một kẻ thấp kém như ngươi lại nổi lên suy nghĩ như vậy đối với mệnh lệnh của ta thì phải bị trừng phạt thích đáng. Người đâu, mang hắn ra ngoài đánh một trăm trượng cho ta, từ bên ngoài đi vào, hai tên trung niên nhân với cơ thể cơ bắp to lớn đứng ngay cạnh rồi mạnh tay kéo đế nguyên quân ra ngoài. Bị ghi chặt ở trên ghế, đế nguyên quân ngoái đầu nhìn tên trung niên nhân dương cao một cây gậy lớn và chuẩn bị đánh xuống thì lộ ra vẻ tức giận. Ngồi ở trong phòng, tên nam tử vẻ mặt đầy sự biến thái cùng với nụ cười phần khích trên gương mặt dáng vẻ hắn ta hiện tại trông chẳng khác gì một tên chủ tể đang ngồi chống cằm và nhắm mắt để tận hưởng tiếng kêu la thảm thiết của đế nguyên quân nhưng dần dần cái dáng vẻ ung dung đó của hắn liền biến mất và thay vào đó là một sự bực bội hắn đợi một lúc nhưng ở bên ngoài không có bất cứ một tiếng động này và cái bầu không khí yên ắng đó lại khiến sự tức giận trong lòng hắn nổi lên gợn sóng tại sao bên ngoài không có tiếng động nào cả cảm thấy quá nhàm chán và trong lòng hậm hực và cực kỳ bức bối tên nam tử gồng mình bật đứng dậy và bước đi về phía cánh cửa với gương mặt không được thoải mái ngay khi hắn vừa mở cửa ra thì tất cả những người ở trong phòng mới há hốc mồm vì một cảnh tượng vừa khiến họ bất ngờ nên không kịp trở tay và biểu cảm trên gương mặt có phần sợ hãi. Khi tên nam tử vừa mới đẩy cửa để đi ra ngoài. Lúc đó, trên gương mặt mới bất chợt nở một nụ cười vì sắp được nhìn thấy cảnh tượng để nguyên quân bị đánh 100 trượt. Nhưng có chuyện mà hắn không ngờ được là người bị gậy đánh chúng không phải là đế nguyên quân mà chính là hắn. Ngay vừa mới ban nãy, đế nguyên quân nhìn tên trung niên nhân chuẩn bị vung tay đánh xuống thì hắn đã vùng vẫy thoát ra rồi mạnh tay đánh ngất cả hai đế nguyên quân nhìn xuống cây gậy đang nằm ở trên nền đất rồi nhìn về phía căn phòng đó thì sắc mặt trầm xuống tên khón kiếp kia quá hách dịch nhìn dáng vẻ hắn ta quá đáng ghét đế nguyên quân vừa nói vừa nhìn xuống cây gậy thì đột nhiên nở một nụ cười lạnh hắn đưa tay nhặt cây gậy lên rồi liếc mắt nhìn về phía căn phòng đế nguyên quân nhắm thẳng về vị trí ghế ngồi của tên nam tử rồi phóng mạnh cây gậy một cái rồi biến mất cùng lúc đó tên nam tử vừa bước một chân ra khỏi thành cửa với vẻ mặt hí hửng giống như vừa gạt bỏ được những sự tức giận ở trong người nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đột nhiên nhìn thấy có một thứ gì đó đang lao đến thì nhíu mắt lại nhìn cho rõ. Ngay khi cây gậy chuẩn bị đánh tới thì tên nam tử mới thốt ra thành tiếng. Hừ, bất chợt, một tiếng động lớn vang lên và tên nam tử đột nhiên bị ngã ngửa ra sau. Đám người đứng ở trong phòng không kịp phản ứng lại mà chỉ có thể nhìn tên nam tử nằm ôm mặt đầy sự đau đớn đang nằm lăn lóc trên nền đất thì lo lắng vô cùng. Công tử, ngươi không sao chứ, sao sao cái đầu nhà ngươi ấy, tên nam tử chảy xuống hai hàng nước mắt. Ngương mặt thì lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. hắn chỉ tay về phía đám cao tầng Hồng Tôn Thế Gia rồi lớn tiếng quát. Còn đứng đó làm gì? Nhanh bắt tên khón kiếp đó lại cho ta. Công tử yên tâm, bọn ta sẽ bắt hắn đến đây ngay bây giờ. Đám người Hồng Tôn Thế Gia nghe thấy vậy thì gật đầu một cái rồi toàn bộ chạy nhanh ra bên ngoài. Đợi khi đám người Hồng Tôn Thế Gia rời đi, tên nam tử vẻ mặt ngơ ngác nhìn những người lũ lượt rời đi hết thì tức giận quát lớn một tiếng. Con mẹ nhà các ngươi, sao không đỡ ta đứng dậy đã rồi hắn đi. Một đám phản chủ sau khi chửi lớn một tiếng tên nam tử chống tay đứng dậy hắn đưa tay phủi bụi dính trên y phục rồi nhìn ra ngoài với ánh mắt tức giận vô cùng thậm chí trong ánh mắt hắn không giấu giếm mà phát ra một lượng lớn sát ý rồi lớn tiếng quát tên khón kiếp đừng để ta bắt được đến lúc đó ta muốn ngươi sống không bằng chất a à, mắt của ta đau chất đi được lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một viên đan dược rồi nuốt xuống ngay sau khi luyện hóa tên nam tử vẫn còn cảm giác gì đó lạ lắm tuy dược lực đã được đưa đến chỗ phần mắt bị bầm đen nhưng dường như có một loại lực lượng nào đó ngăn cản khiến hắn ta không tài nào nghĩ ra được thì tức giận quát lớn một tiếng. Tại sao vết bầm này không biết mất, ngay khi hắn đang cảm thấy khủng hoảng thì đột nhiên, một thanh âm từ sau lưng hắn đột nhiên vang lên. Người muốn biết vì sao đan dược không hồi phục được, nam tử nghe thấy vậy thì giống như gặp được vị cứu tinh của mình. Hắn ta nở một nụ cười rồi quay người, hỏi, người có thể chỉ cho, lời nói chưa kịp dứt, tên nam tử nhìn thấy một tên hắc y nhân đội mũ trùm kín đầu và chỉ để lộ một phần nữa gương mặt phía bên dưới nhìn thấy nụ cười lạnh trên gương mặt đế nguyên quân tên nam tử đột nhiên giật mình một cái rồi chỉ tay về phía đế nguyên quân quát người người tên nam tử chưa kịp nói nên lời đế nguyên quân tay phải từ từ đưa lên cao rồi ngưng tụ một lượng hỗn độn chân nguyên rồi đánh ra một quyền về phía con mắt còn lại rồi thích thú nở một nụ cười đáp nếu đã không hồi phục lại được thì chi bằng đánh thêm cái còn lại cho nó đều a à, mắt ta mắt ta đưa tay lên ôm đầu tên nam tử đau đớn hét lớn một tiếng tuy một quyền này này của đế nguyên quân không mạnh nhưng tên nam tử lại cảm nhận rất rõ cái sự đau đớn đó cảm giác hai mắt đỏ hoe nhức nhói khiến hắn không kiềm chế được mà chảy xuống hai hàng nước mắt người đâu người đâu bắt bắt hắn lại cho ta ta phải chơi hắn cho đến chất nhưng khi hắn vừa mở mắt ra nhìn thì đế nguyên quân cũng đã biến mất khỏi căn phòng quay trở về phòng trọ đế nguyên quân ngả lưng nằm dài xuống giường rồi đánh một giấc thật thoải mái buổi sáng ngày hôm sau Đế Nguyên Quân từ trên giường tỉnh dậy, hắn đưa tay vươn người đứng dậy rồi vặn người một cái, nói: "Lâu lâu cảm nhận những thú vui như người bình thường quả thật không quá tệ." Cảm giác toàn thân cực kỳ sảng khoái, Đế Nguyên Quân đẩy cửa sổ và hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía nơi diễn ra khảo hạch thì nở một nụ cười nhẹ. "Ta có cảm giác hôm nay sẽ gặp phải chuyện gì đó thú vị." Trên đường đi đến khảo hạch luyện đan sư, Đế Nguyên Quân ban đầu bị giật mình vì số lượng người xuất hiện ở trong thành lần này là rất lớn. Tính ở bên ngoài cổng thành thì số lượng người đứng đợi đã xếp thành một hàng dài đến mấy dặm. Nhìn bầu không khí xung quanh trở nên náo nhiệt và vui mừng hơn bao giờ hết. Đế Nguyên Quân để ý hai bên đường có rất nhiều người bày ra những món bảo vật có cấp bậc từ thấp cho đến cao. Cảm thấy bản thân sẽ tìm được thứ gì đó có ích, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên cao, nói: "Bây giờ chỉ mới đến giờ dần, còn hơn một canh giờ nữa mới đến khảo hạch. Chi bằng ta đi dạo dọc đường xem thử vận may có mỉm cười với ta hay không?" Đi qua không ít điểm bày bán nhưng đế nguyên quân vẫn chưa tìm thấy được thứ mà hắn mong muốn. Tuy đồ được bày ra rất nhiều và có không ít pháp bảo, đan dược và linh dược huyền cấp nhưng hắn vẫn không vừa ý với món nào cả. Đi thêm được một lúc, đế nguyên quân bất chợt để ý đến một điểm bán lớn ở phía trước thì nhanh chóng đi lại nhìn xem. Đế nguyên quân ngồi xuống, hắn với tay nắm lấy một miếng vẫn thạch có hình thù đặc biệt. Mặc dù không cảm nhận được khả năng của nó mang lại nhưng hắn lại cảm thấy rất hứng thú và muốn mua nó. Vẫn thạch là một loại tinh thạch hy hữu, nó là một mảnh của những tinh thể của những viên thiên thạch vỡ ra trải qua một thời gian dài tắm trong linh khí dần sinh ra biến hóa trở thành vẫn thạch ngay khi đế nguyên quân vừa ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy một đại thân ảnh nữ tử thướt tha đang đứng ở phía đối diện nhìn vóc dáng của nữ tử đó thì đế nguyên quân cảm thấy có chút quen mắt chỉ thấy cô ấy khẽ vén màn che mặt để lộ một nụ cười tươi tắn và lên tiếng công tử ta lại gặp nhau công tử ta lại gặp nhau nhìn nữ tử trước mặt đế nguyên quân nhìn liếc qua một cái thì lộ ra vẻ suy nghĩ thật xin lỗi, ta không có chút ấn tượng nào về cô nương cả. Mạo muội hỏi là ta trước đây đã từng gặp nhau sao? Nữ tử nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, ánh mắt cô nhìn đế nguyên quân một lúc rồi lên tiếng. Đúng là không có nhiều ấn tượng thật, ta đã từng mời công tử gia nhập để cùng nhau đến Thanh Lan Thành vào mấy hôm trước. À, ta nhớ ra rồi, đế nguyên quân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thốt ra. Hai lần gặp thì cô đều dùng khăn che mặt nên ta nhất thời không đoán ra được, mong cô nương lượng thứ. Công tử không cần phải khách sáo như thế, bất chợt, ánh mắt của cô ấy đột nhiên trầm xuống và nhìn đế nguyên quân lộ ra vẻ mong đợi nói. Sẵn tiện, ta muốn đa tạ công tử, nếu như không có công tử thì người của ta sẽ bị tổn thất nhiều hơn nữa. Vì sao lại nói như vậy? Đế nguyên quân vẻ mặt khó hiểu hỏi ngược lại, nếu ta đoán không nhầm thì lúc người của ta bị sơn tặc, thổ phỉ vây công thì công tử đã âm thầm đi đến bản doanh của chúng. Nữ tử vui vẻ gật đầu, đáp, trong mắt người khác thì hành động này có lẽ là rất vô sỉ nhưng đối với ta thì đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất đó chỉ là suy nghĩ của cô nương mà thôi đáp lại đế nguyên quân lắc đầu lúc đó ta chỉ có ý định là lấy lại những thứ mà chúng đã cướp chứ không hề có ý định giúp các người công tử quá thẳng tính rồi nữ tử nghe thấy vậy thì đưa tay lên che miệng rồi nở một nụ cười nhẹ đáp hành động của công tử đã vô tình giúp đỡ nên chuyện này có thể xem như công tử đã gián tiếp giúp ta vậy đế nguyên quân ngẩn người ra một lúc rồi mới lên tiếng thôi chuyện này đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa hiện tại ta đang rất vừa ý với viên vẫn thạch này không biết cô bán nó với giá bao nhiêu. Vẫn thạch quý hiếm là thế nhưng đối với tính mạng của những người hộ vệ bên cạnh ta thì không đáng là bao. Nữ tử vui vẻ gật đầu, đáp, xem như nó là món quà gặp mặt của ta. Đế nguyên quân nghe thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ rồi đưa vào trong nhẫn chữ vật sau đó lên tiếng. Nếu cô đã nói thế thì ta đành nhận để không phụ lòng. Nếu như không có chuyện gì nữa thì ta xin phép. Lời nói vừa dứt, đế nguyên quân liền quay người rời đi khiến nữ tử vẻ mặt đầy sự bối rối cô liếc mắt nhìn qua nữ hầu và vài người hộ vệ rồi thở dài một hơi nói ta vừa bị hắn ngó lơ thêm một lần nữa nữ hầu đứng bên cạnh vẻ mặt không vui nhìn qua rồi đưa mắt nhìn theo hướng đế nguyên quân rời đi với ánh mắt tức giận nói tiểu thư tại sao người lại đối với hắn ta tốt như vậy rõ ràng là hắn ta chỉ có ý lợi dụng nếu không có các hộ vệ thì hắn sao có thể đi qua được đám sơn tặc thổ phì quá đáng hơn là hắn ta còn đứng ở đằng sau ngư ông đắc lợi đã thế hắn còn dám làm ra vẻ trước mặt tiểu thư Tiểu Hồng, đáp lại, nữ tử chỉ thở dài ra một hơi rồi lên tiếng. Ta thấy hắn như vậy còn tốt chán, ta thấy hắn là một tu luyện giả nhưng tính cách của hắn rất ngay thẳng. Không giống như đám người mà ta đã từng gặp, nếu như hắn có ý định lệ thuộc hay câu nệ thì sớm đã đồng ý với đề nghị của ta rồi. Còn chuyện hắn ngư ông đắc lợi thì cũng bình thường thôi mà, đám sơn tặc, thổ phỉ chuyên cướp bóc của người khác thì hắn cướp lại. Xem như dùng đạo của chúng để trả lại cho chúng, ta cũng nên cảm thấy may mắn là nếu như hắn không làm thế thì người của ta sẽ tử thương nhiều hơn nữa. Tiểu thư, người đây là đang nói tốt cho hắn. Tiểu hồng vẻ mặt không vừa ý, bĩu môi nói. Hay là người phải ý hắn ta rồi. Nữ tử đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu tiểu hồng, lắc đầu đáp. Người chỉ biết ăn nói lung tung, ý trung nhân của ta chỉ có đoạn trường hồng mà thôi. Đọc truyện tại thăng tê dung tê duyên vn thăng. Chẳng qua, ta có cảm giác hắn ta sẽ làm nên chuyện đại sự nào đó. Nữ hầu vẻ mặt vui vẻ, đáp. Cũng đúng mà thôi, hắn ta sao có thể so với đoạn công tử. Dược, hắn ta chỉ đáng làm kẻ hầu ở bên cạnh mà thôi một người vừa có thiên phú vừa có thế lực và vừa điển trai như đoạn công tử mới xứng đáng với tiểu thư còn tên kia thì chẳng có mặt nào bằng đoạn công tử ta chưa kể ta còn thấy hắn không mạnh chút nào cả gần hai canh canh giờ sau đế nguyên quân dạo một vòng thì mua được một vài thứ đồ tốt ngoài vẫn thạch được tặng ra thì hắn còn mua được một ít huyền cấp linh dược và một cái châm ngọc có phẩm chất không quá tệ với khả năng thanh lọc và hỗ trợ tu luyện tương đối tốt đi đến điểm khảo hạch tại khu vực trung tâm thanh lan thành đế nguyên quân ban đầu bị bất ngờ vì nơi này quá rộng lớn. Nhìn qua thì thấy nơi này giống như một đấu trường cực kỳ to lớn với bên dưới là một lôi đài rộng ít nhất cũng phải 200 trượng. Xung quanh lôi đài là những hàng bậc thang trải dài và ôm trọn toàn bộ lôi đài với sức chứa có thể lên đến 3 đến 4 vạn người. Còn ở trên cao là những căn phòng rộng lớn chuyên phục vụ cho những người có cấp bậc và thế lực lớn ở trong và ngoài thành. Đạp không đứng ở trên cao, một vị lão giả dâu tóc bạc phơ cúi đầu nhìn xuống bên dưới ánh mắt lão nhìn lướt qua đám người phía bên dưới rồi rõng rạc lên tiếng. Khảo hạch luyện đan sư mỗi năm diễn ra một lần sắp sửa bắt đầu. Điều đầu tiên ta muốn nói đến là các điều lệ và quy định trong lần khảo hạch này. Thứ nhất, lần khảo hạch này được phân ra thành ba loại khảo hạch. Ba ngày đầu tiên là tiến hành khảo hạch cửu phẩm, ba ngày tiếp theo là khảo hạch hoàng cấp và ba ngày cuối cùng là khảo hạch huyền cấp. Và ba loại khảo hạch sẽ có ba vòng khác nhau tương ứng với ba ngày. Ngày thứ nhất là phân biệt các loại linh dược và phải nêu được tất cả các đặc điểm của chúng, ngày thứ là, là luyện đan và ngày thứ ba là biện đan. Với vòng đầu tiên, mỗi thí sinh sẽ được chỉ định 10 loại linh dược khác nhau và bắt đầu đánh giá. Yêu cầu thông qua vòng thứ nhất là phải phân biệt được đúng cả 10 loại linh dược bao gồm tên, đặc điểm và công dụng. Vòng thứ hai, các thí sinh sẽ phải luyện ra một viên đan dược ứng với yêu cầu. Tại vòng thứ hai này sẽ phân loại tất cả thí sinh sẽ có thể trở thành luyện đan sư có cấp bậc nào và cũng là phần đánh giá với vòng thứ ba. Vòng cuối cùng, dựa theo cấp bậc và phẩm chất đan dược được luyện thành tại vòng thứ hai để tiến hành biện đan thí sinh sau khi thông qua 3 vòng sẽ nhận được huy hiệu luyện đan sư của luyện đan hội. Còn về luật của lần khảo hạch này là không giới hạn thủ đoạn và chỉ giới hạn thời gian trong vòng một ngày. Tuy quy định lần này có khác so với những năm trước đây nhưng năm nay sẽ có phần thưởng khác xứng đáng hơn. Đối với cửu cấp và hoàng cấp thì những người đứng đầu hoặc những người có biểu hiện tốt sẽ có khả năng trở thành đệ tử ngoại môn, nội môn của Dược Vương Cốc. Còn những người vượt qua khảo hạch huyền cấp thì có thể sẽ trở thành chấp sự trưởng lão của Dược Vương Cốc. Đám người phía bên dưới nghe thấy vậy thì nháo nhào cả lên, họ không thể tin được là năm nay lại có luật thi khác hẳn so với những năm trước. Nhưng được bù lại chính là phần thưởng lại hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Tuy Dược Vương Cốc không phải là thế lực đến từ trong thành nhưng danh tiếng và thế lực của Tông Một là cực kỳ to lớn. Tuy chỉ là tứ phẩm Tông Môn nhưng lại được rất nhiều Tông Môn tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm cũng tiến tới làm thân. Và đối với những người sắp và đang la luyện đan sư thì mong muốn của họ là có thể gia nhập được một tông môn chuyện về luyện đan, nhưng điều họ không thể ngờ được là tông môn để ý đến lần khảo hạch lần này lại là Dược Vương Cốc, một trong những tông môn chuyên về luyện đan có thể xem là lớn nhất ở trong Vương Triều. Và cũng là một thế lực lớn đứng ở đằng sau luyện đan hội. Đế Nguyên Quân sau khi nghe thấy vậy thì hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt. Lại, hắn nhớ lại sự gấp gáp của vị Dược Vương Cốc trưởng lão mà hắn đã nhìn thấy ở Lạc Dương các ngày hôm qua thì lộ ra vẻ suy nghĩ. Dược Vương Cốc đây là muốn bành trướng thế lực hay sao? Ánh mắt đế nguyên quân ngước nhìn lên những căn phòng ở trên cao thì trông thấy năm vị trưởng lão dược vương cốc đang tại vị ở trên cao phía bên dưới là những người thuộc giới cao tầng của luyện đan hội. Ở trong đám người đó, đế nguyên quân nhìn thấy thanh lương các chủ cùng La Thanh đang đứng quan sát. Ngay khi bốn ánh mắt nhìn nhau cả thanh lương cùng đế nguyên quân đồng thời nở một nụ cười nhẹ. Sau đó đế nguyên quân lấy ra một cái mặt nạ vô diện rồi mang lên rồi sau đó cùng đoàn người đi vào bắt đầu tiến hành khảo hạch vòng thứ nhất nhưng đúng lúc này ở bên ngoài lối vào truyền đến những tiếng bước chân rồn rập và những cổ khí thức thiên địa cảnh mạnh mẽ tiến vào ánh mắt của đám người nhìn thấy lão giả đang từ từ tiến vào thì ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi nhìn vị lão giả kia đi lên vị trí ngồi cao nhất ngang hàng với các vị trưởng lão dược vương cốc thì lúc này mới có người lên tiếng không biết ngọn gió nào lại mang hồng sư đến đây ta nhớ là ngươi không cảm thấy hứng thú gì với những nơi như thế này hừ đáp lại hồng sư hừ lạnh một tiếng rồi liếc mắt nhìn xuống lôi đài nhằm tìm kiếm đế nguyên quân nhưng ngay khi ánh mắt lão nhìn về phía người mang mặt nạ vô diện thì dừng lại đúng là ta không có hứng thú nhưng ta đến đây là vì một tiên tiểu tử ngông cuồng ta muốn nhìn xem thử hắn có giống như những gì hắn đã nói không đám trưởng lão dược vương cốc nghe thấy vậy thì giật mình một cái ánh mắt họ cảm thấy khó tin nhìn qua hồng sư như muốn hỏi trong mắt họ vị hồng sư đang ngồi ở bên cạnh là một người cực kỳ có danh tiếng ở trong thành và cũng là người mà dược vương cốc cũng phải nể mặt điều mà họ cảm thấy khó tin hơn là người có địa vị như hồng sư lại đích thân đến đây vì một tên tiểu tử mà tên tiểu tử đó lại là một kẻ ngông cuồng đối với tính cách của hồng sư thì những người đó sớm đã trở thành một cái xác khô chứ đừng nói đến là lão phải đích thân đến đây để kiểm chứng chuyện này quả thật khó tin đứng giữa lôi đài đế nguyên quân đưa mắt nhìn về phía trước thì trông thấy những tên đệ tử của dược vương cốc khiêng ra từng cái bàn dài và những dương linh dược với đầy đủ các loại từ nhất phẩm cho đến cử phẩm với số lượng ít nhất cũng phải đạt tới vạn loại khác nhau sau đó tất cả những người tham gia lần khảo hạch này đều nhận được số thứ tự riêng của mình đế nguyên quân nhìn xuống số thứ tự của bản thân thì không khỏi cảm khái với trăm người khảo nghiệm thì đến lượt hắn cũng phải đến áp chót mới có thể tiến hành họ vì lo lắng với lần khảo hạch này mà trong lòng cảm thấy bồn chồn và cực kỳ lo lắng thậm chí họ đứng quan sát những người đang tiến hành ở phía trước mà trong lòng không giữ được sự tự tin nhìn dáng vẻ nghiêm khắc cùng với hàng tá câu hỏi được đặt ra khiến suy nghĩ của họ dần trở nên mông lung vô cùng cảm giác đó giống như bản thân chỉ cần học nghệ không thông hoặc thiếu sót một chi tiết nào đó của linh dược thì khả năng bị loại bỏ là điều chắc chắn. Nhìn dáng vẻ bần thần và thất vọng của những người bị loại khiến sự tự tin của những người phía sau dần dần biến mất mà thay vào đó là một cảm giác áp lực vô cùng. Gần một ngàn người tiến lên khảo hạch nhưng những người vượt qua được vòng thứ nhất không đến một phần. Với tỷ lệ loại bỏ cao như thế này càng khiến họ cảm thấy lo lắng hơn bởi vì trong những người bị loại đó có không ít là đồng môn, những người thân thích cùng chung trí hướng và thậm chí còn có người có khả năng và thiên phú cao hơn họ cũng bị loại bỏ. Trong số đó cũng có không ít đệ tử của các tông môn và thậm chí là các đệ tử của các thế lực thuộc luyện đan hội cũng bị loại bỏ. Điều này càng chứng minh cho lần khảo hạch này là khó nhất từ trước đến giờ. Trái với cảm giác lo lắng của những người khác, đế nguyên quân nhìn đám người lũ lượt đi lên tiến hành khảo hạch rồi có người bị loại bỏ và có người được thông qua. Đế nguyên quân cảm thấy chờ đợi quá nhàm chán và cũng không có ý định xem tiếp nữa liền ngồi xếp vàng xuống và nhắm mắt dưỡng thần nhìn dáng vẻ thong dong và có phần tự tin thái quá của đế nguyên quân hồng sư ngồi ở trên cao nhìn xuống mà trong lòng không khỏi tức giận tên tiểu tử khón kiếp đó không nhìn tình cảnh bây giờ đi mà sao hắn còn làm ra vẻ như vậy ngông cuồng tự đại quá mức những người xung quanh nhìn hồng sư lộ rõ sự tức giận trên gương mặt thì không khỏi lắc đầu họ đã quá quen với việc hồng sư tức giận và tỏ thái độ ra mặt rất nhiều việc nhưng mà đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy lão tức giận vì một người càng khó tin hơn là người đó lại là một tiên tử hỉ mũi còn chưa sạch Ngồi ở bên cạnh, một vị trưởng lão dược Vương cốc đưa tay lên ra hiệu Hồng Sư, nói: "Hồng Sư, kiềm chế, kiềm chế lại, nếu ngươi là phát tiết ra ở đây thì không biết ngươi phá hỏng biết bao nhiêu là cái ghế. Mỗi cái ghế ở đây đều được làm từ loại mộc chân quý, mỗi cái có giá ít nhất cũng phải mấy vạn." Hừ, Hồng Sư nghe thấy vậy thì từ từ buông tay khỏi thành ghế rồi hừ lạnh một tiếng. Càng nhìn tên tiểu tử đó ta càng cảm thấy gai mắt. Biết thế lúc trước ta đừng tin những lời hắn nói, ta đúng là giả cả nên sinh ra hồ đồ mà các vị trưởng lão khác nghe thấy thế thì cảm thấy tò mò nên quay qua hỏi không biết hồng sư để ý người nào ta thật sự tò mò về thân thế của hắn ta còn phải hỏi hồng sư ánh mắt không vui nhìn qua những người khác đáp các ngươi nhìn xem thử tên nào thong dong nhất trong đám người phía bên dưới đám người nghe thấy thế thì liếc mắt nhìn xuống bên dưới họ nhìn lướt qua những người đang đứng với vẻ mặt đầy sự lo lắng cho đến khi họ trông thấy đế nguyên quân đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần thì có chút kinh ngạc thậm chí họ không kiêng nể gì mà dùng tinh thần lực dò thám đánh về phía đế nguyên quân cảm nhận có không ít đạo tinh thần lực bùa vây nhằm mục đích dò xét đế nguyên quân đưa mắt nhìn lên đám trưởng lão dược vương cốc thì khẽ nhíu mày hắn cảm thấy có chút khó hiểu là bản thân không làm ra vẻ gì để khiến người khác để ý nhưng không biết vì lý do gì mà những người đó chỉ thăm dò mỗi một mình hắn còn những người khác thì không sau đó đế nguyên quân đưa mắt nhìn qua thì thấy hồng sư đang nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ tức giận thì bất chợt nở một nụ cười hắn lúc này dường như hiểu được lý do mà đám trưởng lão dược vương cốc để ý hắn. Tên tiểu tử khón kiếp đó, Hồng Sư nhìn ánh mắt đế nguyên quân tựa như đang cười thì trong lòng càng thêm tức giận. Sao hắn dám cười trong hoàn cảnh như thế này, đúng là càng nhìn thì ta càng tức giận mà. Sau đó, lão ta liếc mắt nhìn đế nguyên quân giống như con hổ đang rình dập con mồi với ý định nhắc nhở cũng như đe dọa. Tên tiểu tử, người khôn hồn thì lo mà vượt qua khảo hạch đi. Nếu ngươi mà không thông qua được thì đừng trách ta. Đáp lại với ánh mắt đó, Đế Nguyên Quẩn ngã lòng bàn tay ra hai bên rồi thở dài một hơi giống như muốn nói là Không cần lo lắng, chuyện này không có gì khó Nhìn hành động của Đế Nguyên Quân, Hồng Sư tức giận đập mạnh tay xuống đùi tỏ vẻ tức giận Trường ới nhất tại tương đương TIUM hiện VN tương đương Nhìn thấy một cảnh này, đám trưởng lão dược vương cốc liếc mắt nhìn nhau thì khẽ lắc đầu Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Hồng Sư bị chọc giận như thế này Thở dài ra một hơi, đám trưởng lão dược vương cốc nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt thất vọng rồi nhìn qua Hồng Sư, nói hồng sư có lẽ người bị tên tiểu tử này lừa rồi ta đã dùng tinh thần lực dò xét nhưng hắn ta không hề có chút dao động tinh thần lực nào cả ngay cả khí tức của dược lực trên người hắn cũng không có điều này chứng tỏ hắn ta không phải là luyện đan sư đúng vậy tinh thần lực là một thứ không thể thiếu của một luyện đan sư cấp bậc cũng dựa vào mức độ của tinh thần lực để có thể đánh giá nếu một luyện đan sư mà không có tinh thần lực thì không thể nào luyện được một viên đan dược hoàn chỉnh Nghe thấy các vị trưởng lão dược vương cốc nói vậy thì biểu cảm trên gương mặt hồng sư lúc này trông xấu đến cực điểm. Ánh mắt lão ta lúc này còn không giấu được sát ý được nữa. Hư, dám gạt ta, tên tiểu tử này đúng là lớn mật, nhìn đế nguyên quân đứng dậy và đi về phía trước để chuẩn bị tiến hành khảo hạch thì hồng sư hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Ta đợi thêm một chút, nếu hắn bị loại thì chính tay ta sẽ dạy cho hắn một bài học. Không được, ta phải đi xuống bên dưới nhìn xem, rốt cuộc hắn định dở trò gì trước mặt ta nhìn hồng sư rời khỏi ghế ngồi và giận dữ nhảy xuống bên dưới thì khẽ lắc đầu họ cảm thấy không hiểu là hồng sư bị làm cho tức giận đến như thế mà vẫn chưa ra tay mà lão còn đích thân xuống dưới để kiểm chứng điều này hoàn toàn khác với tính cách của lão nhìn hồng sư tức giận đứng ngay sau viên giám khảo ánh mắt lão nhìn qua đám người chuẩn bị tiến hành khảo hạch bằng ánh mắt hùng hổ dọa người liền khiến những người khác giật mình sợ hãi Bình thường khi đối mặt với khảo hạch khó khăn như thế này thì họ đã cảm thấy cực kỳ áp lực rồi và nay lại có thêm một vị có chức quyền cao như Hồng sư đứng nhìn thì áp lực đè lên vai họ hiện tại đã lớn hơn bao giờ hết. Và trong lòng họ muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Nhìn đám người xung quanh đang run lên vì lo lắng và kinh hãi, Đế Nguyên Quân dương mắt nhìn Hồng sư rồi bất chợt nở một nụ cười nhẹ nói: "Hồng sư, ông có thể thu lại ánh mắt tức giận được không? Nếu ông còn nhìn với ánh mắt đó thì ta sợ những người khác không thể khảo hạch được đâu. Ngươi bây giờ còn biết lo cho người khác?" hồng sư vẻ mặt hầm hực chỉ tay về phía đế nguyên quân quát ta chẳng quan tâm những người khác có thi được hay không ta chỉ quan tâm nếu như ngươi không vượt qua được thì đích thân ta sẽ dạy dỗ ngươi rồi rồi đế nguyên quân xua tay vẻ mặt không mấy quan tâm đáp không khiến ông phải như thế chỉ là khảo hạch luyện đan sư thôi mà ta nhắm mắt cũng vượt qua được không chỉ là hồng sư mà ngay cả những giám khảo và những người đứng ở xung quanh thấy vậy thì trong lòng cảm thấy cực kỳ tức giận và không được thoải mái ánh mắt họ nhìn đế nguyên quân lộ ra vẻ ghét bỏ đúng là ngông cuồng, đến lúc đó rồi hắn nói. không sư liếc mắt nhìn dám khảo trước mắt rồi lên tiếng. Bắt đầu đi, ta muốn người hỏi hắn những câu khó nhất. Vâng, viêm dám khảo cảm nhận sau lưng truyền đến những làn gió lạnh đến rợn người khiến hắn sợ run lên, đáp. Ánh mắt phiên dám khảo nhìn đế nguyên quân đột nhiên trở nên trầm xuống, hắn đưa tay lấy từ trong dương ra một gốc linh dược đặt ở trên bàn rồi lên tiếng. Đây là loại linh dược nào? Công dụng, những loại linh dược được phép và không được phép kết hợp. Nếu hai loại linh dược tương khắc lẫn nhau thì xử lý như thế nào? Nhìn gốc linh dược trên bàn, Đế Nguyên Quân chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi lên tiếng trả lời. Thân cao chưa đến một gang tay, dễ thì mọc theo chùm, lá thì mọc lưa thưa và chỉ có một bông hoa được nở, là Nhất Hoa Diệp Thảo. Công dụng thì nó có tính hàn, hiệu quả mang lại là thanh lọc cơ thể, giải nhiệt. Một loại linh dược có công hiệu như thế này thì làm gì có loại kết hợp nào hợp hay là không hợp. Chỉ cần luyện đan sư tinh ý một chút thì không có gì để nói. Còn nếu không làm được thì còn giải quyết gì nữa? Linh dược hỏng rồi còn sử dụng được hay sao? Hồng sư liếc mắt nhìn viên giám khảo và chờ đợi kết quả. Cảm thấy áp lực ở sau lưng và cảm giác tự tin đến từ người đứng ở. Trước mặt, viên giám khảo ánh mắt trầm xuống nhìn hắn, đáp. Ta đã cố tình hỏi dò nhưng người không bị mắc bẫy và thậm chí còn trả lời đúng. Hồng sư nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ thất vọng, nói. Người đây là cho đề quá dễ, đổi cái nào khác khó hơn đi. Đáp lại lời nói của Hồng sư, viên giám khảo gương mặt cố gượng nở một nụ cười nhưng trong lòng hắn lại chẳng khác gì sóng to gió lớn. Đây mà câu hỏi dễ gì nữa? Nhất hoa diệp thảo này là loại đặc biệt và hiếm gặp nhất, ngay cả luyện đan sư chưa từng luyện qua thì không thể biết được. Nhưng mà tên này chỉ nhìn một cái rồi nói ra được hết. Chỉ dựa vào điều này hắn đã thừa sức vượt qua vòng thứ nhất rồi. Người còn muốn ta hỏi hắn gì nữa đây Hồng sư? Ta muốn khóc quá, trải qua thêm 9 lần trả lời câu hỏi tiếp theo đế nguyên quân đưa mắt nhìn hồng sư rồi đột nhiên nở một nụ cười lạnh, nói. Hồng sư, ta đã khiến ông thất vọng rồi, toàn bộ ta đều trả lời đúng hết, chỉ sợ mong muốn dạy dỗ ta của lão không thành rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc, tên tiểu tử khón kiếp, hồng sư vẻ mặt hậm hực nhìn hắn quát, để ta xem ngươi còn ngung cuồng trước mặt ta được bao lâu nữa. Ngươi muốn ta đáp ứng yêu cầu thì chỉ cử phẩm luyện đan sư không đủ để làm ta vừa lòng. Nếu muốn được ta công nhận thì ngươi không chỉ phải vượt qua cửu phẩm mà còn phải vượt qua cả hoàng cấp luyện đan sư, Đáp lại với ánh mắt đầy đáng sợ của Hồng Sư, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười nhẹ xem như cho qua nhưng trong ánh mắt hắn lại là một sự tự tin rất lớn. "Không, ông nói sai rồi, không phải là ta đáp ứng yêu cầu của ông mà phải ngược lại mới đúng." "Hừ, Hồng Sư khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Đáp, ăn nói hàm hồ, có phải ta ăn nói hàm hồ hay không thì đợi ta vượt qua khảo hạch là ông sẽ biết thôi." Đế Nguyên Quân dáng vẻ thong dong trả lời, "Chỉ sợ đến lúc đó ông phải đến tìm ta." Lời nói vừa dứt đế nguyên quân mặc kệ hồng sư suy nghĩ liền quay người rời đi nhìn bóng lức đế nguyên quân dần biến mất khỏi ánh mắt lão hồng sư vui vẻ thở dài một hơi nói đúng là một tên ngông cuồng nhưng muốn được ta để ý thì người đó phải đặc biệt ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng xì sì, đột nhiên hồng sư khịt mũi một tiếng nói tiếp nói với tên tiểu tử đó không thoải mái chút nào cả càng nghĩ càng tức nhìn dáng vẻ hồng sư vừa đi ra ngoài vừa lớn tiếng chửi thề viên giám khảo vẻ mặt bối rồi nhìn qua những người khác với ánh mắt khó tin và có phần không thể hiểu được chuyện này là sao rời khỏi đấu trường đế nguyên quân cởi bỏ mặt nạ trên gương mặt rồi thở dài một hơi đúng là nhàm chán ta còn tưởng khảo hạch lần này sẽ có chuyện gì đó vui vẻ đế nguyên quân vẻ mặt suy nghĩ đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi lên tiếng nói tiếp thời gian bây giờ vẫn còn sớm không biết trong thành còn có chuyện gì vui vẻ hay không ngay khi vừa dứt lời đế nguyên quân quay người ngay tại ngã ba đường rồi đi theo con đường dẫn đi ra khỏi khu vực trung tâm và đi đến khu vực ở nơi sâu nhất trong thành đó cũng là nơi mà hắn lúc trước chưa từng đặt chân đến càng đi sâu vào bên trong đế nguyên quân càng cảm thấy nơi này có thứ gì đó mập mờ cái cảm giác này khiến huyết khí trong người hắn trở nên sục sôi giống như tâm trí mách bảo ở trong này sẽ có thứ gì đó thú vị tiếp tục đi sâu vào bên trong đế nguyên quân nhìn những bóng người đang đi với dáng vẻ gấp gáp và kỳ lạ hơn là ai ai cũng mặc trên mình một bộ y phục che kín người cảm thấy có điều gì đó khác lạ đang diễn ra ở đây đế nguyên quân nhanh chóng mang mặt nạ lên rồi đi theo một người ở trước mặt đi được thêm một lúc đế nguyên quân nhìn người đó đi vào trong một tòa lâu các trông rát cổ kính nhưng khí thức từ bên trong phát ra là cực kỳ nồng đậm cảm thấy ở bên trong sẽ có gì đó thu hút đế nguyên quân không một chút suy nghĩ liền đi vào bên trong ngay khi đi vào đế nguyên quân liền bị bất ngờ vì khung cảnh ở bên trong nhìn bên ngoài cổ kính như đã được xây lên từ lâu nhưng ở bên trong lại không khác gì một trời một vực nhìn những thứ xung quanh đế nguyên quân giật mình vì tòa lâu các này không hề thua kém gì lạc dương các của lạc gia thậm chí quy mô nó còn rộng lớn và thu hút được nhiều người hơn nữa đi vào sâu bên trong đế nguyên quân cảm thấy những người ở trong này càng ngày càng thưa thất và có người nào đó đi qua thì họ cũng chẳng thèm để ý đến hắn mà nhanh chóng đẩy cửa đi vào bên trong một căn phòng ở phía trước mặt cảm thấy tò mò đế nguyên quân đẩy cửa đi vào bên trong thì một cảnh tượng khiến bản thân khó có thể tin được một tòa thành lớn như thanh lan thành lại xuất hiện một đấu võ trường ngầm lớn đến như vậy tuy không thể so sánh dược với đấu trường ở khu vực trung tâm nhưng nơi này có vẻ thu hút hơn rất nhiều nhìn phía bên dưới lôi đài đế nguyên quân nhìn thấy hai đầu tam cấp hung thú đang nhào vào nhau cắn xé không thương tiếc và ở trên khán đài là những tiếng gieo hò phấn khích của đám người nghe giọng điệu và những tiếng cười đùa của đám người đế nguyên quân liền biết những người này đang đặt cược cho một trong hai đầu hung thú ở dưới kia tuy không biết tỷ lệ đặt cược này là bao nhiêu nhưng đế nguyên quân lại cảm thấy chuyện này tương đối kích thích và khiến tâm trạng hắn vui vẻ hơn một chút đặt mông ngồi xuống đế nguyên quân chờ đợi trận chiến phía bên dưới kết thúc và tiếp theo là vòng đấu thứ hai nhìn từ trong đường hầm đi ra đế nguyên quân nhìn thấy hai trung niên nhân tay chân mang xích sắt đi ra nhìn ánh mắt vô lực và không có chút biểu cảm nào cả họ giống như những tên nô lệ phải đấu tranh để mua vui cho đám người ngồi nhìn ở trên khán đài thấy hai người chuẩn bị lao vào nhau đế nguyên quân thở dài một hơi nói số phận mỗi người mỗi khác đứng ở trên lôi đài một vị trung niên nhân từ từ bước ra và đứng giữa hai người ánh mắt hắn nhìn lướt qua những người ngồi ở trên khán đài rồi lớn tiếng, nói. Trận đấu tiếp theo là giữa hai tên nô lệ có tiếng gần đây, cả hai đều là những con cờ tốt với thành tích thắng 7 trên 10 trận. Vậy nên, tỷ lệ đặt cược lần này sẽ là 1-1. Bắt đầu đặt cược, nhìn liếc qua hai người, đế nguyên quân ánh mắt để ý đến người đứng ở phía bên trái. Tuy khí thức mà người này phát ra ngoài có phần yếu hơn nhưng nhìn ánh mắt và biểu cảm của người đó lại khiến đế nguyên quân có cảm giác giống như hắn ta đang ẩn giấu thứ nào đó. Suy nghĩ một lúc, Đế Nguyên Quân lấy ra 10 vạn linh thạch đưa cho tên để tử đứng ở bên cạnh, nói. 10 vạn, ta đặt cược cho người ở bên trái. Người ngồi bên cạnh nghe Đế Nguyên Quân nói vậy thì ánh mắt có phần khinh thường, nói. Tiểu huynh đệ, người đây là lần đầu tiên đến đây đúng không? Người chắc là một tên công tử nào đó rảnh rỗi nên đến đây tìm kiếm thú vui. Ta khuyên ngươi nên đặt lại, tên đứng bên trái tuy không tệ nhưng còn lâu mới sánh được với tên ở bên phải. Ta quan sát cả hai đánh nhiều trận rồi nên hiểu rất rõ thực lực của cả hai. Nếu không muốn mất 10 vạn thì nhanh đặt lại đi, ta đặt cược bên phải." Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn qua người ở bên cạnh, nói: "Đa tạ ý tốt của các hạ nhưng ta tin tưởng theo trực giác của bản thân và ta cũng không có ý định đổi lại." "Hừ," người ngồi ở bên cạnh nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn ta nhìn Đế Nguyên Quân lộ rõ sự khinh thường, nói: "Nếu đã không tin thì lát nữa mất linh thạch thì đừng cảm thấy hối hận. Đúng là không biết phân biệt tốt xấu." Mặc kệ sự khinh thường của tên ngồi bên cạnh, đế nguyên quân ngó lơ hắn ta và chỉ tập trung để ý đến trận chiến phía bên dưới. Đúng như những gì tên đó vừa nói thì ban đầu, tên ở bên phía tay phải tung ra hết toàn bộ thực lực và đang áp đảo. Từng quyền từng cước, đánh ra tuy mang theo xích sắt nhưng lực đạo của mỗi công kích là tương đối lớn. Còn người đứng ở bên trái thì lép vế hơn hẳn, bị áp đảo và chỉ có thể gồng mình chống trả nhưng đế nguyên quân lại nhìn thấy nhịp độ của trận đầu của tên bên phải càng ngày càng chậm nhưng tên ở bên trái thì vẫn có thể duy trì được nhịp độ của bản thân. Dần dần, cả hai người trải qua hơn trăm chiêu thì tên phía bên trái đã bắt đầu chậm hơn thấy rõ và sơ hở để lộ càng ngày càng nhiều. Tuy công kích của hắn đánh ra nhiều hơn và có uy lực hơn nhưng đều bị né tránh gần như hết toàn bộ. Còn tên bên trái thì càng về cuối càng thể hiện ra khả năng của bản thân, chỉ thấy hắn vung chân đá mạnh một cái khiến tên bên phải bị đánh văng ra xa và khóe miệng đang không ngừng phun ra từng ngụm huyết lớn. Nhìn tên bên phải đau đớn ôm bụng nằm trên lôi đài, đám người trên khán đài lúc này mới bắt đầu ồ lên bọn họ chỉ tay về phía tên bên phải và buông những lời chỉ trích và chửi bới thậm tệ còn tên bên trái tuy không bị thương quá nhiều nhưng hao tổn cũng không phải là ít tuy đã đánh văng đối thủ nhưng hắn biết rất rõ là trận chiến vẫn chưa kết thúc cho đến khi một trong hai người không còn ý thức hoặc bị rất chất không để tên kia đứng dậy tên bên trái nhanh chóng áp sát lại gần rồi mạnh tay đánh ngất đối phương rồi kéo hắn ta và ném xuống khỏi lôi đài trận chiến kết thúc đế nguyên quân ngoái đầu nhìn qua tên bên cạnh rồi nở một nụ cười lạnh nói đấy ngươi thấy chưa trực giác của ta đã đoán đúng cảm ơn lời khuyên của ngươi nhưng ta đã thắng rồi bị đế nguyên quân chọc giận tên ngồi bên cạnh chỉ thẳng tay về phía đế nguyên quân quát ngươi cầm miệng thẹn quá hóa giận đáp lại đế nguyên quân cười lạnh một tiếng đáp cùng lắm thì ngươi thua mấy vạn linh thạch cần gì phải làm lớn chuyện như thế đế nguyên quân liếc mắt nhìn qua tên đệ tử đứng ở đằng sau nói ở trong đây được phép xung đột sao đáp lại tên đệ tử gật đầu đáp thưa công tử trong đây nghiêm cấm xung đột còn nếu như muốn thì có thể đăng ký xuống lôi đài. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì quay qua nhìn tên ngồi ở bên cạnh rồi cười khinh thường một tiếng, nói tiếp. Đấy, ngươi thấy chưa, ở trong đây nghiêm cấm xung đột, hay là người muốn xuống đấu lôi đài? Hay là người muốn xuống đấu lôi đài? Bị khiêu khích, tên ngồi bên cạnh liếc mắt qua nhìn Đế Nguyên Quân giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt hắn ta nhìn Đế Nguyên Quân một hồi lâu nhằm kiểm tra độ nông sâu nhưng Đế Nguyên Quân giống như một mặt nước phẳng lặng không có một chút gợn sóng. Toàn bộ ánh mắt của hắn nhìn qua cũng giống như nhìn được trên bề mặt, còn mức động nông sâu thì hắn dường như không thể nhìn thấy. Cảm thấy tên tiểu tử ngông cuồng ở trước mắt không phải là người bình thường, hắn ta vẻ mặt lâm vào trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng. Muốn lên lôi đài đấu với ta cũng được thôi nhưng trước hết ngươi phải cho ta biết danh tính, ta không muốn ức hiếp một người mà ngay cả tên cũng không dám nói. Ồ, vì lý do gì mà ta phải nói cho người biết? Đáp lại, đế nguyên quân nở một nụ cười lạnh, nói. Ai nói cho người biết ta muốn lên lôi đài đấu với ngươi? đúng hơn là ta đang nói về mục đích của ngươi chứ không phải ta tên ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống ánh mắt hắn nhìn liếc qua đế nguyên quân rồi giật bắn người đứng dậy rồi chỉ tay lớn tiếng nói được ngươi nói ra ý định của ta vậy thì ta muốn khiêu chiến với ngươi một trận ngươi có dám hay không đáp lại đế nguyên quân phất tay đáp ta từ chối ngươi nam tử ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng nhìn đế nguyên quân giọng nói âm trầm tức giận vang lên ta làm sao đáp lại đế nguyên quân liếc mắt nhìn lên rồi nở một nụ cười lạnh, nói. Ở đây là đấu trường ngầm nên ta cần gì phải hạ mình xuống dưới đó. Chẳng phải nơi này có thứ để tiêu. Khiển hay sao, nếu như muốn đấu cùng ta thì chi bằng ta với người cực thử xem ai là người đoán đúng được nhiều nhất. Nam tử che mặt nghe thấy vậy thì lâm vào trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng đáp lại. Được, xem như ngươi may mắn. Đứng ở bên dưới lôi đài, Trận chiến tiếp theo sắp sửa được diễn ra với bên phía tay trái là một trung niên nhân cao lớn với gương mặt góc cạnh và khí thức trên người là ngưng hải cảnh cao tầng. Còn bên phía đối diện là một đầu tam cấp hung thú cửa hùng với cơ thể to lớn cao gần 2 trượng. Nhìn thế trận phía bên dưới, Nam Tử che mặt ánh mắt nước nhìn đế nguyên quân và nói với giọng điệu tự tin. Là đầu cửa hùng ngày hôm qua, ha ha ha, tên đó lần này chắc chắc, ta đặt 10 vạn linh thạch cho đầu cửa hùng đó, nhìn dáng vẻ tự tin của tên Nam Tử đế nguyên quân nhìn về phía trung niên nhân cùng đầu cự hùng một cái rồi thở ra một hơi, nói. Ban nãy người đã có ý giúp ta nên ta bây giờ cũng trả lại, ta thấy đầu cự hùng này khí thức tuy mạnh nhưng không được thịnh. Ta nghĩ nó đã bị trọng thương từ trước nên khả năng thắng trận này không được cao cho lắm. Hừ, nam tử che mặt nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn lộ vẻ khinh thường nhìn trung niên nhân, nói. Một tên vừa mới đến thì biết cái gì, cho dù cự hùng có bị trọng thương từ trước nhưng nó là hung thú chứ không phải con người. Đế Nguyên Quân thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ, đáp. Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì ta đặt 10 vạn cho người trung niên nhân kia. Chứng kiến trận chiến ở bên dưới lôi đài, trái với dáng vẻ lo lắng khi nhìn thấy đầu cự hùng bị trung niên nhân áp đảo và thương tích từ những trận chiến trước dần nứt ra và khí tức trên người nó cũng vì thế mà giảm xuống một cách thảm trọng. Còn đế nguyên quân thì nhàn nhã nhìn trung niên nhân liên tục tung ra những đợt công kích mạnh bạo của mình. Nhìn trận chiến sắp sửa kết thúc, đế nguyên quân bất chợt quay qua nhìn nam tử, nói. Có lẽ ngươi không biết, Nhục thân hung thú tuy mạnh nhưng nó cũng chỉ là nhục thân mà thôi, nên khi mà bị thương từ trước thì thực lực của nó cũng sẽ bị giảm xuống. Còn trung niên nhân kia thì khác, trạng thái toàn thịnh, chân nguyên nồng đậm, khí chất trên người mạnh mẽ. Ban đầu ta đã có ý nhắc nhở nhưng mà ngươi lại không tin. Nhìn dáng vẻ thong dong của Đế Nguyên Quân càng khiến hắn cảm thấy trong người cực kỳ khó chịu. Dần dần, những trận chiến tiếp theo được tiếp diễn và vụ cá cược của Đế Nguyên Quân cùng tên nam tử che mặt cũng đã chuẩn bị kết thúc. Trải qua hơn 10 lần cá cược, Tên nam tử che mặt càng ngày càng không còn giữ được sự bình tĩnh giống như ban đầu được nữa mà thay vào đó là sự lo lắng. Nhận linh thạch vào trong tay, Đế Nguyên Quân ánh mắt lộ vẻ khoái chí nhìn qua nam tử, nói: "Xem ra ngươi không được may mắn cho lắm, hôm nay thu được trăm vạn linh thạch xem như cũng đủ để dùng nên dừng ở đây thôi." Đế Nguyên Quân đứng dậy chuẩn bị rời đi thì tên nam tử che mặt kia đột nhiên quay qua nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt tức giận, nói: "Ngươi đứng lại, ta chưa cho phép ngươi rời khỏi đây." "Sao ta không được đi?" đế nguyên quân bước chân dừng lại ánh mắt hắn lộ ra vẻ không vui nhìn lại ngươi là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho ta cảm nhận ánh mắt đế nguyên quân đột nhiên thay đổi và có phần đáng sợ tên nam tử che mặt đột nhiên giật mình một cái chỉ trong ánh mắt đó hắn cảm nhận bản thân giống như vừa trải qua một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng hắn tuy không biết diện mạo của đế nguyên quân nhưng chỉ dựa vào một ánh mắt đó thôi thì hắn cũng đã hiểu được người trông trẻ tuổi đang đứng ở trước mặt đáng sợ đến mức nào đợi đế nguyên quân rời đi tên nam tử mới thở ra một hơi trông cực kỳ nhẹ nhõm ngay lúc vừa rồi hắn cảm giác như mọi thứ xung quanh hắn đột nhiên trùng xuống một cách đáng sợ cảm giác như toàn bộ khu vực xung quanh bị một màn đen nào đó che phủ kinh khủng hơn là cái sức ép từ đế nguyên quân phát ra quá áp đảo hắn lúc đó có cảm tưởng nếu bản thân mà nói thêm một tiếng nữa thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường ánh mắt như này cũng quá đáng sợ đang sợ đến mức mà ngay cả cha cùng các vị trưởng lão cũng không thể khiến ta có cảm giác như thế này nhìn theo bóng lưng đế nguyên quân rời đi nam tử che mặt khóe miệng khẽ run lên một cái rồi thốt ra tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sáng ngày hôm sau, đế nguyên quân đi đến đấu trường, nơi diễn ra vòng thứ hai của khảo hạch luyện đan sư. Khác với ngày hôm qua, số lượng người đến dự thi là hơn một vạn người nhưng hiện tại chỉ có trên 100 người vượt qua được vòng thứ nhất. Lúc này, một vị trưởng lão dược vương cốc đạp không đứng ở trên cao, ánh mắt lão nhìn liếc xuống đám người phía bên dưới rồi lên tiếng. Vòng thứ hai của khảo hạch là trong thời gian hai canh giờ phải luyện được một viên đan dược, trước mắt các ngươi là linh dược để luyện thành tụ linh đan và vì số lượng người vượt qua vòng một ít hơn so với dự tính ban đầu là rất nhiều nên vòng thứ hai và vòng thứ ba sẽ gộp lại để tiến hành. Sau khi đan dược được luyện thành thì sẽ tiến hành biện đan. Cũng giống như vòng thứ nhất, nếu như kết thúc thời gian nhưng đan vẫn chưa được luyện thành và trong quá trình biện đan chỉ cần sai sót một chút thì xem như không thông qua. Đan lô và linh dược đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn, bắt đầu đi. Nhìn đống linh dược và đan lô được đặt ở trước mặt, đế nguyên quân nhìn lướt qua đống linh dược ở trước mặt thì khẽ cao mày, Đám người dược phương cốc này đúng là biết đánh đố. Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn những người xung quanh thì thấy có rất nhiều người đều chăm chăm vào đống linh dược ở trước mặt đều được đem ra nấu luyện hết thì lắc đầu một cái. Trong đống linh dược này có một vài gốc không phải dùng để luyện tụ linh đan, nếu như dùng chúng thì viên đan dược sẽ trở thành một loại đan dược hi hữu nào đó, nếu tệ hơn thì sẽ trở thành phế đan. Hay là đám người dược phương cốc lại có ý gì đó khác? Họ chỉ yêu cầu luyện được đan dược chứ không nói là luyện tụ linh đan. Đây có lẽ là một dạng khảo hạch đánh giá khác. Nghĩ đến đây, đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ, nói. Nếu dược vương cốc đã muốn đánh đố thì ta cũng sẽ làm như vậy. Ngồi ở trên cao, hồng sư nhìn đế nguyên quân loay hoay lấy ra từng gốc linh dược thì trong lòng hiện lên vẻ tức giận. Tên tiểu tử này lại muốn chọc tức ta. Hồng sư tức giận đứng dậy, lão chỉ tay về phía đế nguyên quân rồi quát lớn một tiếng. Cái tên tiểu tử khón kiếp, ngươi xem những người khác đã bắt đầu luyện rồi mà ngươi bây giờ còn chọn linh dược. Đáp lại, đế nguyên quân phất tay ra hiệu mà chẳng mấy để tâm đến những gì mà hồng sư đã nói sau khi chọn lựa linh dược xong đế nguyên quân chạy xuống phía bên dưới lôi đài và lấy lên hai viên gạch đặt ngay ngắn rồi sau đó đặt đan lô lên trên và bắt đầu lấy củi được cung cấp nhóm lửa đợi khi đan lô bắt đầu nóng lên đế nguyên quân ném tất cả linh dược được chọn sẵn vào bên trong rồi bắt đầu thổi lửa nhìn đê nguyên quân đang làm trò hề ở phía bên dưới hồng sức tức tối nhảy từ trên cao xuống rồi chỉ tay về phía đế nguyên quân quát lớn Ngươi đây là đang luyện đan hay là đang nấu canh? Ngươi nhìn những người khác thử xem, đã là luyện đan sư thì ít nhất cũng phải biết dùng linh khí để nhóm lửa. Nhìn dáng vẻ tức tối của Hồng sư, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn lão, nói: "Luyện đan với nấu canh có gì khác nhau?" Nhìn dáng vẻ thong dong có phần tự tin thái quá và giọng điệu giễu cợt, trên trán Hồng sư nổi lên từng sợi gân xanh và trong mắt hiện lên từng sợi tơ mấu. Hồng sư vẻ mặt tức tối, giọng nói âm trầm đến cực điểm hỏi hắn: "Ngươi muốn chọc tức ta?" Đáp lại, đế nguyên quân cười nhạt một tiếng rồi gật đầu có thể xem là như thế thời gian càng trôi qua hồng sư nhìn đế nguyên quân nhanh tay thổi lửa thì càng tức giận nhìn những người xung quanh dần hoàn thiện đan dược của mình còn hắn hiện tại thì vẫn còn đang nhóm lửa nhìn những người đã hoàn thành viên đan dược và đang tiến hành biện đan ánh mắt hồng sư nhìn đế nguyên quân không kiềm chế được mà lớn tiếng quát mắng người có nhanh thôi cái trò này không người không thấy những người khác đã hoàn thành cả vòng thứ ba rồi hay sao người bây giờ còn thổi lửa thì biết bao giờ đan mới thành hình đáp lại đế nguyên quân ngẩng đầu nhìn hồng sư rồi cười nhạt một tiếng nói khảo hạch không quy định cấm dùng củi để thổi lửa ông đừng khinh thường ngọn lửa nhỏ này đợi đến lúc ta luyện thành thì sẽ thấy được sự tranh lệch của đan dược ta luyện ra tranh lệch tranh lệch cái rắm hồng sư chỉ tay về phía đan lô tức giận quát dựa vào đốm lửa nhỏ này đừng nói đến luyện đan mà ngay cả nấu canh cũng không được ngươi nói tranh lệch ở đây có phải là đan của ngươi sẽ kém hơn những người khác hồng sư ông đây là đang binh cho người ngoài Đế Nguyên Quân vẻ mặt khoái chí đáp, ta bây giờ đang dốc sức để hoàn thành mà ông cứ đứng ở đây lải nhải thì sao ta luyện được. Nếu ông không phiền thì đứng quan sát và đừng lên tiếng cản trở ta. Ngươi trở thành người của ta từ bao giờ? Hồng Sư ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân, quát. Rồi rồi, ta không phải người của ông. Đế Nguyên Quân lắc đầu, đáp, bây giờ thì ông có thể đứng qua một bên được chưa? Ta đang tập trung thổi lửa nên không có hứng nói chuyện. Được, được, tên tiểu tử khón kiếp, để ta xem một canh giờ còn lại ngươi có thể luyện thành được hay không. Hồng Sư tức giận đứng qua một bên, nói, thời gian dần trôi qua và thời gian kết thúc vòng thứ hai đã sắp đến nhưng xung quanh vẫn có hơn 50 người vẫn còn đang xoay sở để tiếp tục. Trong số những người đó có không ít người đã mắc sai lầm là sử dụng hết toàn bộ linh dược để luyện đan nên khi viên đan dược đã thành hình thì trở thành phế đan. Còn một số người tinh ý phát hiện trong những loại linh dược được chuẩn bị có một vài gốc không nên sử dụng sau những lần luyện thất bại. Còn đế nguyên quan lúc này cũng đã luyện xong, chỉ thấy hắn đưa tay vào trong lò đan và lấy ra một viên đan dược màu đen đặt trên lòng bàn tay. Hồng sư nhìn thấy vậy thì tiến lại gần nhìn xem, khi thấy viên đan dược thì hai hàng lông mày lão nhíu chặt lại. Đây là viên đan dược ngươi vừa luyện thành, sao ta nhìn màu sắc của nó có gì đó không đúng. Lão quẹt nhẹ ngón tay lên viên đan dược rồi đưa vào miệng thì phụt ra một ngụm nước bọt cùng với gương mặt khinh thường, nói. Đây là vết bị cháy đen, ngươi luyện đan thất bại, tiểu tử thối, đây là viên đan dược mà ngươi tự hào tranh thủ còn một chút thời gian thì luyện lại một cái khách thì may ra còn kịp Không sư ông thì biết gì về luyện đan đế nguyên quân nhìn lão rồi lắc đầu đáp viên đan dược này của ta đủ sức chèn ép tất cả những viên đan dược mà những người khác đã luyện thành nghe giọng điệu tự tin và có phần khiêu khích của đế nguyên quân khiến không chỉ hồng sư mà tất cả những người đã và đang tham gia vòng thứ hai này cảm thấy khó chịu không chỉ là họ mà ngay cả những vị trưởng lão của dược vương cốc cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán có là một tên tiểu tử vô tri ngông cuồng mang viên đan dược đến giao cho viên giám khảo, đế nguyên quân vẻ mặt tự tin lên tiếng. Ta đến để nghiệm đan, viên giám khảo lấy viên đan dược đưa lên nhìn một lúc rồi quay qua hỏi. Ta nhìn rất kỹ rồi nhưng không thấy đây là đan dược, nói đúng hơn là ngươi dùng những cặn dư của linh dược bị đốt cháy khét pho thành. Và ta cũng không cảm nhận được dược lực nên đây chính là một viên còn tệ hơn cả phế đan. Khảo hạch của ngươi đã kết thúc, người bay, giờ có thể rời đi. Nghe những lời nói của viên giám khảo, hồng sư vẻ mặt bừng bừng tức giận bước từng bước nặng nề đi về phía đế nguyên quân rồi chỉ tay quát lớn đây là kết quả mà ngươi muốn thể hiện cho ta thấy ban đầu ngươi đến cầu gặp ta thì ăn nói ngông cuồng nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn đây chính là kết quả mà ngươi muốn cho ta thấy thất bại tệ hại như thế này mà muốn cầu ta ra mặt ai cho ngươi có gan đó đế nguyên quân nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống ánh mắt lộ vẻ tức giận nhìn hồng sư đáp nếu ngươi thấy không được thì có thể rời đi ta cùng ngươi cũng chẳng có chút quan hệ nào cả ngươi cứ xem như những thứ đó ta trả lại cho chính chủ ta ngươi cũng chẳng mất gì cả không phải sao nhưng mà ngươi nên nhớ một điều lúc trước ta đã từng nói rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ phải đến cầu ta vì ta mà tự mình ra mặt lời ta một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện hừ đúng là một tên tiểu tử ngông cuồng đến ngu dốt không sư phất tay ánh mắt lộ vẻ khinh thường nhìn đế nguyên quân nói ngươi nên cảm thấy may mắn vì những cổ vật mà ngươi trao trả bằng không cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ đã không còn tiểu tử ngươi nên nhớ một điều những người có thiên phú thực lực mạnh thì khi ngông cuồng sẽ được người đời ca tụng là ngạo khí còn ngươi một tên tiểu tử vô phép vô tắc không có thực lực thì trong mắt ta chỉ xem ngương giống như một tên hề đang cố làm ra vẻ rồi sẽ có một ngày cái sự ngông cuồng sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá đắt lời nói vừa dứt hồng sư liền quay người rời đi nhưng đúng lúc này đế nguyên quân cũng chẳng mảy may gì những chuyện hồng sư vừa mới nói mà quay qua nhìn viên giám khảo nói dược vương cốc các ngươi như vậy cũng quá kém ngay cả một viên đan dược ở trước mắt cũng không phân biệt được ngươi nói gì viên giám khảo nghe thấy vậy thì lộ vẻ tức giận quát ngươi nói viên đan dược còn tệ hơn cả phế phẩm đan này chính là một viên đan dược hoàn chỉnh ngươi đang chọc cười ta sao đế nguyên quân đưa tay lấy viên đan dược rồi nhìn về phía các vị trưởng lão dược vương cốc hỏi không biết các vị trưởng lão có ai nhìn ra được đây là một viên đan dược hoàn chỉnh các vị trưởng lão ngồi trên cao nghe thấy vậy thì khẽ cao mày ánh mắt họ lộ ra vẻ tức giận nhìn đế nguyên quân đáp tiểu tử Ngươi vừa biết bản thân đã làm chuyện gì ngu xuẩn hay không? Dám khinh thường dược vương cốc, lá gan của ngươi lớn hay đây là sự ngu ngốc của ngươi? Cần gì nhiều lời với tên ngu cuồng này, ngay cả viên đan dược cũng không luyện ra được thì lấy tư cách gì mà hỏi ngược lại ta? Từ trước đến giờ ta chỉ nhìn thấy luyện đan sư tệ nhất là luyện ra phế phẩm đan, còn ngươi lại luyện ra được một viên còn tệ hại hơn cả phế phẩm. Đây chính là sự kiêu ngạo và ngu cuồng của ngươi tự hào vào. Nếu ngươi đã không luyện được đan dược thì tốt nhất nên rời khỏi đây nếu ngươi còn ngông cuồng trước mặt ta thì đừng trách ta lấy lớn hiếp bé. Ha ha ha, đế nguyên quân nghe thấy vậy thì cười lớn một tiếng, ánh mắt hắn nhìn đám trưởng lão dược vương cốc lộ ra vẻ khinh thường nói. Các ngươi mở miệng nói ta là vô tri, là ngu dốt, là ngông cuồng. Đế Nguyên Quân vừa nói vừa dùng tay bóc mạnh viên đan dược khiến lớp cháy đen ở bên ngoài nứt xuống và để lộ một viên đan dược màu vàng kim đang phát ra một lượng lớn dược lực và phát ra tinh quang sáng chói thì tiếp tục lên tiếng. Ngay cả một viên đan dược các ngươi cũng không nhìn ra được thì có tư cách gì trở thành luyện đan sư, ta dùng linh dược dưới cửu phẩm luyện ra hoàng cấp đan dược có phẩm chất hoàn mỹ. Thử hỏi trong các người có ai dùng những loại linh dược đó luyện được một viên đan dược giống như ta? Bây giờ ta hỏi lại, các người nói ta vô tri, ngu dốt, ngông cuồng. Thế còn các người thì sao? Ngay cả một viên đan dược cũng không nhìn ra. Được thì lấy tư cách gì bình phẩm ta? Đúng là buồn cười. Sau đó, đế nguyên quân lấy ra tấm lệnh bài thân phận rồi đưa mắt nhìn về phía thanh lương các chủ, lạnh giọng nói. Ngày hôm nay ta đã nhìn thấy bản mặt thật sự của Dược Vương Cốc nên cũng đoán được bản mặt thật sự của luyện đan hội nên hãy thứ lỗi ta không hoàn thành được yêu cầu. Thanh lương các chủ, một nơi đốn mặt, yếu kém như luyện đan hội có thể giữ chân ta được sao? Đế Nguyên Quân vừa nói vừa mạnh tay bóp nát tấm lệnh bài. Nhưng người yên tâm, chuyện ta đã hứa thì ta sẽ làm nhưng với một cách khác. Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân thả viên đan dược rơi xuống đất rồi phất tay quay người rời đi trước biết bao nhiêu là ánh mắt của tất cả mọi người không chỉ là những người tham gia khảo hạch mà ngay cả những người đang ngồi ở trên khán đài cũng hết sức kinh ngạc họ không ngờ được là dược vương cốc lại bị một tên tiểu tử qua mặt quá tức giận đám trưởng lão dược vương cốc đưa mắt nhìn qua thanh lương các chủ hỏi thanh lương người giải thích chuyện này cho ta tên tiểu tử ngông cuồng này là do ngươi dẫn đến nếu câu trả lời của ngươi không khiến ta cảm thấy vừa lòng thì đừng trách cái ghế của ngươi trong luyện đan hội đã không còn được như trước mà còn dẫn đến một tên phách lối như thế này ngươi không sợ ta lấy lại cái ghế này của ngươi hay sao Thanh lương các chủ nghe thấy vậy thì lâm vào trầm mặc một lúc, hắn cúi đầu nhìn bóng lưng đế nguyên quân dứt khoát rời đi thì thở dài một hơi. Đúng là tự tạo nghiệt mà, các vị trưởng lão, các người thật sự quá hồ đồ. Hồ đồ, một vị trưởng lão tức giận chỉ tay về phía thanh lương các chủ quát. Người biết bản thân vừa nói gì không? Người nói ta hồ đồ, người nghĩ cái ghế của người có trọng lượng lắm sao? Người đừng tưởng ta không dám đuổi ngươi ra khỏi luyện đan hội. Ha ha ha, thanh lương các chủ nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn một tiếng, ánh mắt hắn lộ vẻ tiếc nuối nhưng cũng mang theo dáng vẻ dứt khoát nói. Các ngươi lúc nào cũng cậy thế muốn lấy lại cái ghế của ta, muốn đuổi ta ra khỏi luyện đan hội. Các ngươi cậy thế, cậy quyền để chèn ép, để khinh thường người khác. Hắn nói đúng, luyện đan hội đứng dưới bóng dược vương cốc đã dần mất đi cái bản chất vốn có. Một nơi như thế không xứng để giữ chân hắn, ta biết sau hôm nay sẽ bị các ngươi đuổi khỏi luyện đan hội. Ta cũng chẳng lưu luyến gì đến cái ghế đó nữa, ta hôm nay chính thức rời khỏi luyện đan hội, nhưng trước lúc đó ta cũng nói cho các ngươi biết một chuyện các ngươi mù quáng vì thân phận nên dẫn đến ngu dốt các ngươi có biết vừa khinh thường vừa mất đi một người như thế nào không hắn ta nhìn thì trẻ tuổi vậy thôi nhưng các ngươi có biết thân phận thực sự của hắn là huyền cấp luyện đan sư do chính mắt ta nhìn thấy nếu xét về cấp bậc thì ở trong dược vương cốc thì hắn không khác gì một vị trưởng lão giống như các ngươi hay cũng có thể là đứng ngang hàng với tông chủ các ngươi cứ đợi ở đó cho hắn năm không mười năm nữa đi hắn sẽ trở thành địa cấp luyện đan đại sư rồi trăm năm ngàn năm sau hắn sẽ trở thành thiên cấp luyện đan tông sư đến lúc đó các ngươi phải quỳ xuống cầu xin hắn các ngươi ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra vẻ thanh cao nhưng các ngươi đừng bao giờ khinh thường người khác thanh lương các chủ dứt khoát quay người la thanh chúng ta đi đợi hai người rời đi một lúc nhưng toàn trường lúc này vẫn chìm trong một bầu không khí nặng nề và không thể tin nổi tuy những lời nói của thanh lương các chủ đã qua nhưng những thanh âm đó vẫn còn động ở trong tâm trí của họ không chỉ những người xung quanh mà ngay cả đám trưởng lão dược vương cốc cũng không thể tin được là một tên tiểu tử ngông cuồng tự cao nhưng đế nguyên quân lại là huyền cấp luyện đan sư không chỉ với dược vương cốc mà ngay cả hồng sư đã cho bản thân quá tự cao tự cho bản thân mình là đúng mà bỏ qua một vị luyện đan sư như đế nguyên quân một người có thể trở thành thiên cấp luyện đan tông sư trong tương lai